Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 801, lựa chọn 2. Nhưng chẳng bao lâu sau Chu Dương đã trở nên chín chắn, cách đối nhân xử thế càng thêm bình tĩnh điềm đạm hơn. Hơn nữa theo thời gian, thực lực của Chu Dương đã mạnh đến mức này. Thậm chí, thực lực của Chu Dương hiện tại tuyệt đối có thể so sánh với Tô Gia. Trong số tất cả những vệ sĩ trong Tô Gia chỉ có 4 tông sư võ giả, mà mỗi người đều hơn 60 tuổi. Nhưng hôm nay Chu Dương đưa đến 4 tông sư võ giả, tuổi tác không quá lớn, 3 người trên 50 tuổi, còn một người chỉ mới hơn 20. Tô Thế Minh không biết, có phải phía sau Chu Dương còn thực lực chưa lộ diện hay không? Dẫu sao, với cục diện như hôm nay, Chu Dương đưa đến 4 vị tông sư võ giả là đã đủ rồi. Tô Thế Minh đột nhiên nhớ lại, lúc trước ở Tô Gia, Chu Dương từng nói anh có mâu thuẫn với Hứa Gia, Hứa Gia thậm chí còn cử người đến gây phiền phức cho anh. Hứa Gia là gia tộc ẩn giật, Hứa Gia có xung đột với ai, cử người gây phiền phức cho ai, nhất định sẽ hành động mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn quyết đoán. Theo lý mà nói, Tôn Gia, Đinh Gia, và cả Tô Gia đều không phải đối thủ của Hứa Gia. Tuy nhiên Chu Dương vẫn yên ổn. Điều này khiến Tô Thế Minh càng thêm kỳ vọng. Nói không chừng Chu Dương có nhiều cách để đối phó với Hứa Gia, nếu không thì anh sẽ không xảy ra mâu thuẫn với Hứa Gia, hơn nữa lúc Hứa Gia phái người đến gây chuyện anh vẫn còn có thể điềm tĩnh đến vậy. Dưới khí thế mạnh mẽ của Tô Thế Minh, dường như khí thế của Tôn Gia và Đinh Gia đều bị dập tắt. Bầu không khí trong phòng Thăng Long lại trở nên kỳ lạ. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa. Tô Thế Minh đã tỏ rõ thái độ rồi, bây giờ đến lượt hai bọn họ. Tôn Càn Khôn ngồi trên ghế, trong lòng rất tức giận. Hắn không ngờ cục diện ngày hôm nay lại biến thành như vậy. Nhưng nghĩ đến việc mình phải đối mặt với áp lực lớn như thế toàn bộ đều do Chu Dương, sự căm thù của Tôn Càn Khôn với Chu Dương càng thêm sâu sắc. Thậm chí hắn đã lập kế hoạch, một khi hắn liên kết nhiều gia tộc hình thành cục diện đối đầu với Hứa Gia, nhất định sẽ không để Chu Dương được yên ổn. Hừ, thái độ của Tôn gia chúng tôi vẫn như cũ, Hứa Gia muốn xuất đầu lộ diện, phải thành thật, nếu dám làm loạn, Tôn gia sẽ là người đầu tiên không buông tha cho bọn họ, cho dù phải liều mạng cũng chiến đấu với Hứa Gia đến cùng. Tôn Càn Khôn nói, vẻ mặt lạnh lùng nhưng rất dứt khoát. Ở Đông Hải, Tôn Càn Khôn được người khác gọi là Tôn Nhị Gia, không phải chỉ vì là con thứ hai ở Tôn gia, mà quan trọng là thực lực và tính cách của Tôn Càn Khôn trước nay luôn đứng đầu. Lúc trước không phải Tôn gia chưa từng xảy ra chuyện, nhưng dưới sự chỉnh lý của Tôn Càn Khôn, những khó khăn đó nhanh chóng trôi qua, bây giờ thực lực Tôn gia càng ngày càng lớn mạnh. Tất cả chuyện này đều là nhờ Tôn Càn Khôn. Hừ, Hứa gia đó dù gì cũng là gia tộc ẩn giật, ông lại nói đơn giản như vậy, dù sao thái độ của Đinh gia vẫn là không quan tâm không hỏi đến, chỉ cần Hứa gia không động đến lợi ích của Đinh gia, thì họ làm gì đều không liên quan đến Đinh gia. Đinh Chính Nghĩa bĩu môi nói, hiển nhiên rất khó chịu với Tôn Càn Khôn. Ông ta nghĩ rằng, cần gì phải quan tâm đến việc Hứa gia có xuất đầu lộ diện hay không chứ? Điều này liên quan gì đến các gia tộc đã kinh doanh hàng chục năm ở Đông Hải? Lẽ nào Hứa gia xuất đầu lộ diện, các đại gia tộc phải cùng nhau rời khỏi Đông Hải, nhường vùng đất Đông Hải rộng lớn này cho Hứa gia sao? Hay là nói, bọn họ phải quy phục Hứa gia? Chắc chắn đều không được. Nhưng Đinh Chính Nghĩa không phải kẻ ngốc, ông ta cũng không muốn chống lại Hứa gia. Bởi vì ông ta biết rõ thực lực của Đinh gia, không chỉ kém Tôn gia, mà còn không bằng cả Tô gia, do đó Đinh gia căn bản không thể đối đầu với Hứa gia như Tôn gia. Và lại, Đinh gia cũng không chịu nổi thiệt hại đó. Một khi thực sự chống lại Hứa gia, tổn thất sẽ không thể lường trước được. Thiệt hại này, Đinh gia không gánh vác nổi. Thấy các bên đều đã phát biểu ý kiến, mọi người xung quanh cũng sôi nổi hẳn lên, ai nấy đều quan sát bốn phía, nghĩ đến thái độ của người khác, lại kết hợp với tình hình gia tộc của bản thân, cân nhắc nên lựa chọn ra sao. Làm sao đây, chúng ta nên lựa chọn thế nào? Tôi thấy hay là chúng ta chọn theo Đinh gia đi, Tôn gia là gia tộc lớn sản nghiệp nhiều, có thể chống lại Hứa gia, nhưng chúng ta chỉ là gia tộc nhỏ, không có sức lực đó, không chịu nổi chấn động như vậy. Tôi không phục, Hứa gia là gia tộc ẩn giật, bây giờ xuất đầu lộ diện, muốn mấy gia tộc chúng ta hy sinh nhiều lợi ích như vậy, dựa vào cái gì chứ?
tôi theo Tôn gia, xem Hứa gia rốt cuộc có phải thực sự lợi hại như lời đồn hay không. Mỗi người một ý kiến, chẳng mấy chốc, ai cũng có lựa chọn cho mình. Trong đó gần một nửa số gia tộc chọn theo Đinh gia, không quan tâm không hỏi đến chuyện Hứa gia xuất đầu lộ diện, chỉ cần không liên quan đến bản thân thì họ sẽ không can thiệp. Mấy gia tộc này thấy bên phe họ có rất nhiều gia tộc, ngoại trừ Đinh gia là gia tộc hạng nhất còn có mấy gia tộc hạng hai, thế lực ở Đông Hải chắc chắn không thể lay chuyển. Mọi người yên tâm hơn nhiều. Số gia tộc chọn theo Tôn gia có gần 1/3, mặc dù số lượng không nhiều bằng bên Đinh gia, nhưng cũng không quá chênh lệch, hơn nữa có nhiều gia tộc hạng hai thực lực rất mạnh, lợi ích của họ song song với Tôn gia. Sắc mặt Tôn Càn Khôn không tốt lắm. Ánh mắt hắn lướt qua đám đông một lượt, nhìn mấy người lựa chọn theo Đinh gia. Đám người này, trước đây đều phát triển sinh tồn dựa vào Tôn gia. Theo lý mà nói, họ nên chọn đứng về phía Tôn gia mới đúng, nhưng bây giờ, họ lại đứng về phía Đinh gia. Nếu như vậy cơ hội thắng Hứa gia bên phía Tôn Càn Khôn sẽ ít đi một phần. Những người còn lại đều chọn Tô gia. Bây giờ suy nghĩ của họ rất hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Họ không muốn giống Tôn gia, đặt gia tộc mình vào tình thế nguy hiểm, lại càng không muốn giống Đinh gia không làm gì cả. Dẫu sao, suy nghĩ của Đinh gia cũng là bình thường. Nếu Hứa gia không động chạm đến lợi ích của bọn họ, cũng chẳng ai quan tâm đến việc Hứa gia xuất đầu lộ diện hay không. Thế nhưng, Hứa gia là gia tộc ẩn giật, một khi xuất đầu lộ diện, sẽ suy tính đến lợi ích của Đinh gia và mấy gia tộc nhỏ sao. Chỉ cần phù hợp với lợi ích của Hứa gia, dựa vào thực lực của Hứa gia thì không gì là không làm được. Tới lúc đó, Đinh gia sẽ thế nào? Quyết liệt chống lại Hứa gia. Vậy chẳng phải giống hệt lựa chọn hiện tại của Tôn gia sao? Vì vậy, suy đi tính lại, những người này chọn Tô gia. Dù sao ngoài mặt Tô gia hợp tác cùng Chu Dương, đã có năm tông sư võ giả bên cạnh, đây chính là một phần sức mạnh. Chương 802, quyết định của Chu Dương 1. Tôn gia, Tô gia và Đinh gia đều bày tỏ thái độ, phần lớn người của các gia tộc nhỏ cũng đều đã đưa ra lựa chọn. Xem ra lúc này, các gia tộc chọn phía Đinh gia là nhiều nhất, chọn Tôn gia là ít nhất. Còn bên phía Tô gia và Chu Dương vẫn chưa đưa ra thái độ cuối cùng, rốt cuộc phải làm sao để hòa hợp với Hứa gia, vậy mà các gia tộc ủng hộ lại nhiều hơn Tôn gia. Sắc mặt Tôn Càn Khôn rất khó coi. Không chỉ vì người chọn gia tộc của hắn ít nhất, mà còn vì trước đây có vài gia tộc dựa vào tên tuổi của Tôn gia để sinh sống, bây giờ lại dám chạy sang phía Đinh gia. Tôn Càn Khôn nhìn những người đó, chỉ muốn nuốt sống bọn họ. Cả đám đều là những kẻ phản bội. Lúc này, trong lòng Tôn Càn Khôn đã đưa ra quyết định. Các người không phải là sợ hãi Hứa gia sao? Các người không phải là giống Đinh gia, mặc kệ không quan tâm, khi Hứa gia xuất đầu lộ diện cũng chỉ đứng ngoài cuộc sao? Được lắm, sau khi trở về, hắn sẽ tuyên bố ngăn chặn sự phát triển của những gia tộc này. Thực tế, đám gia tộc đó tuy bám vào tên tuổi Tôn gia, lúc bình thường lại bị Tôn gia quản lý khá nhiều. Nhưng dù sao bọn họ cũng là cá thể đơn độc, một mình tồn tại. Bọn họ cũng có quyền quyết định, xử lý những sự việc của gia tộc mình. Tôn gia cũng không thể chỉ dựa vào gia tộc của mình mà phong tỏa và giết sạch các gia tộc đó. Tuy vậy chỉ cần bên hắn đưa tin ra ngoài, ngoại trừ tài sản trên danh nghĩa của Tôn gia trong lúc hợp tác, một vài người khác muốn hợp tác với Tôn gia, cũng sẽ cân nhắc lại việc ngưng hợp tác với bọn họ. Tôn Càn Khôn cười thầm trong lòng, sau đó liếc mắt một cái, nhìn thấy bộ dạng như kiểu có thể chống đỡ cả thế giới của Tô Thế Minh và Chu Dương lại càng thêm tức giận. Suy cho cùng, lần gặp mặt ngày hôm nay, chẳng qua là Tôn Càn Khôn muốn dồn ép mọi người, sau đó tập hợp lực lượng, cùng nhau chống lại Hứa gia. Trước đây, Tôn Càn Khôn không thèm để ý đến Đinh gia. Chỉ so về thực lực, Tôn gia đã mạnh hơn Đinh gia rất nhiều lần. Mặc dù có Tô gia chưa tỏ rõ lập trường, song Tôn Càn Khôn cũng không quan tâm. Nhưng sau đó Chu Dương đột nhiên xuất hiện, lại còn đoàn kết và diễn với Tô gia một màn kịch như vậy, dường như đã làm xáo trộn tất cả sự sắp xếp của Tôn Càn Khôn. Đến mức dù đã đưa hai tông sư võ giả của gia tộc đến, hắn vẫn cảm thấy bất lực. Đã khá lâu Tôn Càn Khôn chưa được cảm nhận loại cảm giác này. Nếu không phải phía Chu Dương đột nhiên xuất hiện bốn tông sư võ giả,
Tôn Càn Khôn vẫn sẽ tự tin như trước, nắm chắc cục diện trong tay, giành được sự ủng hộ của hầu hết các gia tộc. Lúc này, vẻ mặt của Đinh Chính Nghĩa có thể nói là hớn hở, hơn cả sắc mặt u ám của Tôn Càn Khôn. Trước đây ông ta từng nghĩ rằng, người ủng hộ ông ta sẽ khá nhiều. Dù sao, Hứa gia là một gia tộc ẩn giật, thực lực vượt trên đám gia tộc hạng nhất, người bình thường, ngay cả những gia tộc hạng nhất cũng không dám nói có thể giành được phần thắng khi tranh chấp với Hứa gia. Dưới tình hình như vậy, lựa chọn im lặng xem xét, đương nhiên là phù hợp nhất với hoàn cảnh thực tế, cũng có khả năng được mọi người chấp nhận nhất. Tuy rằng Tôn gia vẫn luôn nói, Hứa gia là gia tộc ẩn giật, một khi Hứa gia xuất đầu lộ diện, sẽ động tới miếng ăn của nhiều người. Nhưng không phải chuyện còn chưa xảy ra sao? Mọi người đều cho rằng chẳng qua chỉ là Tôn gia thêu dệt, muốn mọi người hoảng sợ, sau đó giành lấy lợi ích cho bản thân. Ha ha, Tôn nhị gia, nhìn đi, xem ra người ủng hộ Đinh gia tôi vẫn còn nhiều, nếu Hứa gia là gia tộc ẩn giật, họ sắp xuất hiện, đương nhiên chúng ta không ngăn được, tuy nhiên, nếu chúng ta không nhắm vào Hứa gia, Hứa gia sẽ không thể nào gây phiền toái cho chúng ta đúng không? Làm người vẫn nên thành thật làm chuyện của bản thân cho tốt, đừng mãi nghĩ đến việc đấu với người này, đánh người kia, đấu qua đấu lại, ông được cái gì? Đinh Chính Nghĩa bày ra bộ dạng một người từng trải chỉ bảo Tôn Càn Khôn, giống như ông ta là một kẻ thông minh, nhìn rõ mọi chuyện. Thế nào, ông Tô, các ông thế nào? Tuy rằng người ủng hộ các ông không ít, nhưng chắc hẳn mọi người không phải muốn đối đầu với Hứa gia chứ? Sau khi chỉ trích Tôn Càn Khôn, Đinh Chính Nghĩa liếc nhìn Tô Thế Minh và Chu Dương, đặc biệt là Chu Dương và tất cả những ai ủng hộ gia tộc bọn họ. Đến bây giờ, Tôn gia và Đinh gia đều đã bày tỏ rõ lập trường. Tôn gia lựa chọn cứng rắn đối mặt chính diện với Hứa gia. Đinh gia lựa chọn mặc kệ, không quan tâm, im lặng theo dõi. Chỉ có Tô gia và Chu Dương liên hợp với nhau, nhưng vẫn không thể hiện thái độ gì, cuối cùng vẫn giống Tôn gia. Hay giống Đinh gia hoặc là bọn họ có những suy nghĩ khác, nhưng không nói với ai. Đinh Chính Nghĩa nói vậy, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Có không ít người đột nhiên phát hiện, mặc dù Tô gia hợp tác với Chu Dương, hơn nữa Chu Dương có 4 tông sư võ giả bên cạnh, khí thế hừng hực, nhưng bọn họ vẫn không nói gì về lập trường của mình. Lúc này những người lựa chọn ủng hộ Tô gia và Chu Dương đã hơi khó chịu. Bọn họ nhìn Tô Thế Minh, rồi lại nhìn Chu Dương với vẻ mặt nghi ngờ và chăm chú. Thậm chí, có hai người lặng lẽ rời khỏi chỗ, đi thẳng về phía Đinh gia. Thấy vậy, đương nhiên trong lòng Đinh Chính Nghĩa vô cùng thoải mái, còn không thèm che giấu biểu cảm, ông ta cười ha hả. Chu Dương đúng là rất ngầu, có tới 4 tông sư võ giả theo bên người, vậy thì có làm sao? Không chỉ nói đến 4 tông sư võ giả, cho dù anh có 8 tông sư võ giả, chẳng lẽ còn có đủ khả năng liều mạng với Hứa gia? Mà mọi người đều đã cố gắng nhiều năm, có cuộc sống yên ổn từ lâu, bây giờ sao có thể mạo hiểm đối đầu với Hứa gia chứ? Hai người vừa chuyển hướng sang Đinh gia chính là lời giải thích tốt nhất. Nhìn thấy có hai người đứng về phía Đinh gia, những người còn lại, đương nhiên hơi do dự. Trong đó có không ít gia tộc, sống dựa vào danh tiếng của Tô gia, lúc họ rời khỏi Tô gia, sẽ gây ra đả kích vô cùng lớn cho bọn họ. Mà nếu chuyển hướng, Đinh gia sẽ ủng hộ bọn họ sao? Không ai biết, cũng không có ai xác nhận. Nhưng vẻ do dự trên mặt mọi người, vẫn vô cùng rõ ràng, ai cũng nhìn thấy được. Tôn Càn Khôn vẫn luôn khó chịu, kìm nén cơn giận, sau đó khẽ cười và đứng lên. Tuy rằng cuối cùng vẫn cực kỳ không vừa lòng với kết quả Đinh gia chiếm được món hời lớn như vậy, nhưng hắn lại càng khó chịu với kẻ phá đám Tô Thế Minh và Chu Dương. Bây giờ thấy có người bên phía Tô Thế Minh và Chu Dương bỏ qua bên khác, đương nhiên Tôn Càn Khôn rất vui. Ha ha, ông Tô, nếu các ông không tỏ rõ thái độ, chẳng lẽ lại có suy nghĩ khác sao? Chỉ bằng nói ra, cho mọi người cùng nghe và phân tích kỹ càng. Tôn Càn Khôn dựa vào ghế, nhìn Tô Thế Minh và Chu Dương với vẻ mặt khinh khỉnh. Sắc mặt Tô Thế Minh hết sức khó coi. Tô Thế Minh biết rõ, hai người chuyển sang bên Đinh gia kia, đúng là gia tộc nhỏ sống bám víu danh nghĩa Tô gia, địa vị không cao, thực lực cũng không mạnh. Bây giờ thấy có người bên phía Tô Thế Minh và Chu Dương bỏ qua bên khác, đương nhiên Tôn Càn Khôn rất vui. Ha ha, ông Tô, nếu các ông không tỏ rõ thái độ,
chẳng lẽ lại có suy nghĩ khác sao? Chi bằng nói ra, cho mọi người cùng nghe và phân tích kỹ càng. Tôn Càn Khôn dựa vào ghế, nhìn Tô Thế Minh và Chu Dương với vẻ mặt khinh khỉnh. Sắc mặt Tô Thế Minh hết sức khó coi. Tô Thế Minh biết rõ, hai người chuyển sang bên Ninh gia kia, đúng là gia tộc nhỏ sống bám víu danh nghĩa Tô gia, địa vị không cao, thực lực cũng không mạnh. Nhìn thấy có hai người đứng về phía Ninh gia, những người còn lại, đương nhiên hơi do dự. Trong đó có không ít gia tộc, sống dựa vào danh tiếng của Tô gia, lúc họ rời khỏi Tô gia, sẽ gây ra đả kích vô cùng lớn cho bọn họ. Mà nếu chuyển hướng, Ninh gia sẽ ủng hộ bọn họ sao? Không ai biết, cũng không có ai xác nhận. Nhưng vẻ do dự trên mặt mọi người, vẫn vô cùng rõ ràng, ai cũng nhìn thấy được. Tôn Càn Khôn vẫn luôn khó chịu, kìm nén cơn giận, sau đó khẽ cười và đứng lên. Tuy rằng cuối cùng vẫn cực kỳ không vừa lòng với kết quả Đinh gia chiếm được món hời lớn như vậy, nhưng hắn lại càng khó chịu với kẻ phá đám Tô Thế Minh và Chu Dương. Bây giờ thấy có người bên phía Tô Thế Minh và Chu Dương bỏ qua bên khác, đương nhiên Tôn Càn Khôn rất vui. Ha ha, ông Tô, nếu các ông không tỏ rõ thái độ, chẳng lẽ lại có suy nghĩ khác sao? Chi bằng nói ra, cho mọi người cùng nghe và phân tích kỹ càng. Tôn Càn Khôn dựa vào ghế, nhìn Tô Thế Minh và Chu Dương với vẻ mặt khinh khỉnh. Sắc mặt Tô Thế Minh hết sức khó coi. Tô Thế Minh biết rõ, hai người chuyển sang bên Ninh gia kia, đúng là gia tộc nhỏ sống bám víu danh nghĩa Tô gia, địa vị không cao, thực lực cũng không mạnh. Chương 803, quyết định của Chu Dương 2. Bọn họ không muốn đối đầu với Hứa gia, mà chỉ muốn yên ổn, điều này Tô Thế Minh có thể hiểu. Nhưng bình thường, Tô gia chưa bao giờ hà khắc với gia tộc nhỏ, ngược lại, còn thường xuyên đặc biệt chú ý tới các gia tộc nhỏ đó, hễ có việc làm ăn gì, cũng sẽ chia cho bọn họ. Tuy nhiên bây giờ, bọn họ còn chưa nói ra quyết định cuối cùng, hai gia tộc nhỏ kia đã bắt đầu quay súng lại bắn quân mình. Nếu Tô gia thực sự đang đối mặt với sự sống còn thực sự, không phải bọn họ còn làm phản nhanh hơn sao? Hừ, chúng tôi đã đưa ra quyết định từ lâu, chẳng qua chưa kịp nói ra thôi. Tô Thế Minh lạnh lùng trả lời, bây giờ ông ta càng nhìn Đinh Chính Nghĩa, càng cảm thấy ông ta chẳng phải thứ tốt lành gì. Lúc trước, Tô Thế Minh còn cho rằng Đinh gia là một gia tộc đã cắm rễ ở Đông Hải mấy chục năm, mà Đinh Chính Nghĩa là người phát ngôn của Đinh gia. Tuy rằng không thể nói rõ ông ta có thành tựu thế nào, nhưng cũng không phải là bị người khác ghét bỏ. Nhưng bây giờ, Tô Thế Minh nhìn thấy Đinh Chính Nghĩa, chỉ cảm thấy buồn nôn. Hả, các người đã có quyết định, chỉ bằng nói ra xem, để mọi người chúng ta nghe thử. Ánh mắt Đinh Chính Nghĩa sáng rực lên, có điều thoáng cái lại híp mắt vào. Tuy nhiên, lời nói của Đinh Chính Nghĩa cũng được mọi người đồng ý. Bây giờ cũng chỉ còn lại phía Tô Thế Minh và Chu Dương chưa đưa ra lập trường, sự chú ý của mọi người đương nhiên nhiều hơn một chút. Các người nói xem, Tô gia rốt cuộc có thái độ thế nào? Không biết, có điều Tô gia không bằng Tôn gia, ngang hàng với Đinh gia, tôi đoán rằng họ sẽ lựa chọn im lặng quan sát giống Đinh gia. Hả, vậy vừa rồi không phải hai người kia đã đắc tội với Tô gia một cách uổng phí rồi sao? Cái này cũng khó nói. Không chừng Tô Thế Minh đột nhiên giả điên, máu lên não, muốn so đo với Hứa gia thì sao? Nghe mọi người thì thầm bàn tán, lúc này sắc mặt hai người kia vô cùng khó coi, bọn họ chỉ hận không có cái lỗ nào đó để mà chui xuống. Nếu sớm biết Tô gia sẽ giống Ninh gia, vậy bọn họ còn chuyển hướng làm gì nữa, bây giờ hay rồi, bọn họ đã hoàn toàn đắc tội Tô gia, những ngày sau này chỉ sợ sẽ không dễ dàng gì. Chu Dương, cậu nói đi. Tô Thế Minh liếc nhìn Chu Dương, khẽ nói. Đây cũng coi như sự phối hợp ăn ý giữa hai người bọn họ. Thực ra hôm nay lúc tới đây, Tô Thế Minh biết, bây giờ Tô gia còn chưa thống nhất ý kiến. Vệ sĩ hạng 2 và vệ sĩ hạng 4, đều mong muốn Tô gia có thể không quan tâm việc Hứa gia xuất đầu lộ diện giống Ninh gia, im lặng nhìn thế sự biến đổi. Nhưng hôm nay đi tới đây, đối mặt với Tôn gia và Đinh gia hùng hổ dọa người, Tô Thế Minh biết. Ông là gia chủ đương nhiệm của Tô gia, nhất định phải đưa ra quyết định cuối cùng. Cho nên Tô Thế Minh mới đột nhiên nói có hợp tác với Chu Dương. Bây giờ để Chu Dương công bố lập trường của bọn họ, xem như cho mọi người thấy rõ thái độ. Chu Dương là một người có cùng đẳng cấp với Tô Thế Minh của Tô gia,
vậy đương nhiên cũng cùng đẳng cấp với Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa. Tô Thế Minh nói xong, ánh mắt mọi người cùng nhau hướng về Chu Dương, mỗi người một vẻ. Rất rõ ràng, mọi người đều nhận định rằng, Chu Dương vẫn chỉ là một cổ đông của công ty Danh Dương, đừng nói đến việc cùng đẳng cấp với Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa, cho dù mang ra so sánh với gia tộc nhỏ, mọi người còn cảm thấy hơi khinh thường anh. Có điều, nếu Tô Thế Minh nói như vậy, đương nhiên bây giờ mọi người sẽ không gây chuyện, mà đều muốn nghe xem Chu Dương sẽ nói gì. Ha ha, xem ra mọi người đều chờ mong quyết định của chúng tôi. Chu Dương khẽ cười, anh đã thấy rõ mọi chuyện vừa nãy, nên cũng khá hiểu tâm trạng của mọi người lúc này. Nói một cách chính xác, phần lớn các gia tộc đều muốn được yên ổn, bọn họ không muốn gây ra áp lực, cũng không chịu nổi áp lực. Thực tế, đám gia tộc kia quả thực không có liên quan gì quá lớn tới gia tộc ẩn giật như Hứa gia. Bởi vì mặc kệ là Hứa gia đang làm mưa làm gió trên đỉnh đầu, hay là những kìm hãm của Tôn gia, Đinh gia, và Tô gia đặt trên đầu bọn họ, hoàn cảnh sống của bọn họ cũng không có thay đổi lớn lắm. Chịu ảnh hưởng từ việc Hứa gia xuất hiện, chỉ có các gia tộc hàng đầu như Tôn gia, Đinh gia và Tô gia và một vài gia tộc hạng hai có sức mạnh to lớn. Bởi vì trước đây, lời nói của bọn họ ở Đông Hải vô cùng lớn mạnh, không ai đủ sức để tạo ra uy hiếp tới bọn họ. Nhưng bây giờ không giống vậy, Hứa gia lúc nào cũng có thể xuất đầu lộ diện. Sự tồn tại của gia tộc ẩn giật Hứa gia, không chỉ là bí ẩn, mà cả tình hình bên trong và thực lực đều mạnh hơn đám gia tộc này nhiều, cứ như vậy, gia tộc như Tôn gia sẽ chịu sự kìm kẹp của Hứa gia. Cho dù Hứa gia không làm gì, chỉ là dần dần xuất hiện, cũng sẽ chèn ép sự phát triển của Tôn gia. Dù sao, tài nguyên ở Đông Hải nhiều như vậy, Hứa gia phát triển bình thường sẽ chiếm một phần, Tôn gia sẽ mất đi một phần, cứ như vậy, đương nhiên Tôn gia không muốn. Hơn nữa Tôn Càn Khôn là một kẻ tự cao tự đại, cho dù đối đầu với Hứa gia, hắn cũng tự kiêu cho rằng Tôn gia chưa hẳn là không thể tranh giành cao thấp với Hứa gia. Cũng chính vì nhìn thấy điều này, nên hôm nay Chu Dương, mãi cho tới bây giờ, vẫn chưa gây ra mâu thuẫn gì với Tôn Càn Khôn. Dù sao, thái độ của anh với Hứa gia vẫn vô cùng cứng rắn. Hứa gia muốn gây phiền phức cho anh, mà Chu Dương lại hợp tác với hổ gia của nhánh phụ Hứa gia, định sẵn mối quan hệ đối địch với người trong nhánh chính của Hứa gia. Một khi đã như vậy, nói không chừng Tôn gia này còn là đối tượng anh có thể hợp tác. Dù sao kẻ thù của mọi người đều giống nhau, cùng chung lợi ích. Mọi người đều biết, Hứa gia là một gia tộc ẩn giật, thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm sâu, dù gì cũng không phải một gia tộc bình thường có thể so sánh, thậm chí, ở Đông Hải, cho dù gia tộc đứng đầu như Tôn gia, Đinh gia, hay Tô gia, nếu đơn độc đối đầu với Hứa gia, cũng không thể thắng nổi. Chu Dương nhìn mọi người, chậm rãi nói. Thực ra rất nhiều điều anh nói đều là sự thật, cho dù anh không nói, mọi người cũng hiểu được lý do này. Hứa gia là gia tộc ẩn giật vô cùng hùng mạnh, đây là một sự thật đã được công nhận. Nếu không, Tôn gia, Đinh gia và Tô gia sẽ không tụ tập ở đây, bàn bạc xem đối mặt với chuyện Hứa gia xuất đầu lộ diện như thế nào. Tuy đa phần các người đều có suy nghĩ muốn ngồi xem, không muốn làm bất cứ điều gì khi Hứa gia xuất hiện, hơn nữa có nhiều gia tộc ủng hộ Đinh gia như vậy, tuy nhiên tôi cũng không thể không nói rằng, thật sự là các người quá ngây thơ rồi. Chu Dương vừa dứt lời, bên trong phòng Thăng Long lập tức trở nên ồn ào sôi nổi. Không ít người cười khinh bỉ lời Chu Dương nói, cho rằng chẳng qua là anh đang dọa người nghe. Hứa gia đúng là gia tộc ẩn giật, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nếu Hứa gia ra tay với gia tộc lớn nào ở Đông Hải, mở đầu chắc chắn sẽ là Tôn gia, Đinh gia, và Tô gia, còn đám gia tộc nhỏ bọn họ không hề nổi bật, Hứa gia sẽ không để ý tới, bọn họ sẽ có đất dung thân và không gian sống yên ổn. Chương 804, Náo động. Có lẽ các người cho rằng một gia tộc ẩn giật đứng ở trên cao như Hứa gia căn bản không thể ra tay với các người, nhưng điều tôi muốn nói với các người là các người nhầm rồi, Hứa gia không hề nhân từ như các người tưởng. Còn thái độ của tôi và Tô gia chính là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn Hứa gia, thậm chí tiêu diệt Hứa gia bằng mọi giá. Đừng quái lại với tép. Giọng nói rất cao và mạnh mẽ, hơi thở bình tĩnh, như thể phát ra từ trái tim. Vâng, nói hay. Nói rất hay. Đừng quái lại với tép. Phụt, đừng quái lại với tép.
Lúc đầu mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi có người nếm thử, họ mới đột nhiên tỉnh ngộ, sững sờ nhìn Chu Dương, đột nhiên không nói nên lời, đừng làm như vậy nhữ nhé. Tĩnh lặng, đừng làm như vậy nhữ nhé. Trong khoảnh khắc, trong phòng Thăng Long toàn là sự im lặng, hơn nữa nó còn kéo dài mãi một lúc lâu. Không ai nghĩ rằng Chu Dương sẽ nói ra những lời như vậy, đừng làm như vậy nhữ nhé. Không chỉ Đinh Chính Nghĩa và đông đảo những người ủng hộ Đinh gia, mà ngay cả Tôn Càn Khôn, người có mục tiêu tương tự như Chu Dương, cũng không ngờ rằng tất cả đều kinh ngạc nhìn Chu Dương, há hốc mồm không ngậm lại được. Chu Dương vừa nói cái gì? Cố gắng hết sức để ngăn chặn Hứa gia, thậm chí không tiếc mọi giá tiêu diệt họ. Cậu ta đang đùa à? Thật không vui chút nào. Phụt! Đột nhiên, một người không kìm được, phun thẳng nước miếng ra ngoài, tôi không biết y tai mình a san a pem cái quái gì. Điều này như chọc vào tổ ong vỏ vẽ, trong tích tắc, mọi người đều bật cười, tôi không biết y tai mình a san a pem cái quái gì. Ha ha, đây thực sự là một trò đùa hài hước nhất mà tôi đã nghe trong năm nay. Tôi không biết y tai mình a san a pem cái quái gì. Chu Dương nghĩ mình là ai? Dựa vào cậu ta mà cũng muốn cố liều mạng với Hứa gia. Chẳng lẽ cậu ta cho rằng bên cạnh mình có mấy tông sư võ giả thì bất khả chiến bại rồi hay sao? Đừng làm như vậy nhữ nhé. Phải đó, Chu Dương còn quá trẻ, hơi ngông cuồng, không thể nhận thức được sự thực, đừng làm như vậy nhữ nhé. Đúng vậy, ngay cả Tôn gia cũng muốn liên thủ với các gia tộc lớn ở Đông Hải, mới dám khiêu chiến với Hứa gia. Đối với chuyện này, Tôn gia chỉ muốn giành thế thượng phong cho gia tộc mình, chứ không nghĩ về việc sẽ làm gì với nhà Hứa gia. Còn tên Chu Dương này ăn nói ngông cuồng, không nhận thức rõ được thân phận của mình. Chu Dương, cậu nói như vậy có người nào tin được không? Không phải cậu nghĩ rằng tất cả mọi người đều là kẻ ngu ngốc như mình đấy chứ, đừng làm như vậy nhữ nhé. Chu Dương, cậu có biết Hứa gia là sự tồn tại như thế nào không? Cậu biết gia tộc ẩn giật có nghĩa là gì không? Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn Chu Dương với ánh mắt và lời nói giễu cợt. Bạn CS đang làm đúng. Theo như họ thấy, Chu Dương hẳn là điên mới nói ra lời như vậy, bạn CS đang làm đúng. Cần biết rằng, ngay cả trong Tôn gia hùng mạnh ở Đông Hải cũng không dám nói những lời như vậy, mà chỉ muốn đoàn kết các gia tộc lớn nhỏ ở Đông Hải cùng nhau chống lại Hứa gia, không bao giờ dám nghĩ đến việc tiêu diệt Hứa gia, bạn CS đang làm đúng. Nhưng còn Chu Dương, cậu ta dám to gan nói ra một điều như vậy, đừng quái lại với tép. Cậu ta dựa vào cái gì chứ? Đừng quái lại với tép. Lẽ nào là do cậu ta hợp tác liên minh với Tô gia? Đừng quái lại với tép. Hay dựa vào bốn tông sư võ giả bên cạnh mình? Đừng quái lại với tép. Tất cả mọi người đều chế nhạo Chu Dương, không ai coi trọng anh, mặt mũi người nào người nấy đều lộ ra vẻ châm chọc cùng sự chán ghét, cứ như Chu Dương ở đây chỉ tổ kéo đẳng cấp của họ xuống thấp hơn vậy. Ngay cả Tôn Càn Khôn, người muốn đối mặt trực diện với Hứa gia cũng nhìn Chu Dương như một kẻ ngốc. Mạnh như Tôn gia bọn họ, Tôn Càn Khôn cũng không dám nói ra lời như vậy, Chu Dương sao lại dám? Ha 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 ha, Chu Dương, cậu thật sự đã làm tôi mở rộng tầm mắt. Ai cho cậu nhiều dũng khí để nói những điều như vậy? Đinh Chính Nghĩa đột nhiên cười lớn, nhìn Chu Dương với vẻ đầy khinh thường. Ông ta chưa từng nghĩ Chu Dương sẽ nói ra một câu như vậy. Chưa nói đến những thứ khác, nếu Chu Dương chỉ muốn dựa vào Tô gia và bốn tông sư võ giả bên cạnh mình thì Dương chính là một kẻ ngu ngốc không hơn không kém. Với thực lực như vậy, ở trước mặt Hứa gia, chưa nói đến việc tiêu diệt họ, thậm chí còn không thể làm nổi việc ngăn cản sự tấn công của Hứa gia, thật xấu hổ với mình. Ngay khi hai bên tiếp xúc với nhau, Chu Dương cũng sẽ bị xóa sổ trong tích tắc, thật xấu hổ với mình. Đinh Chính Nghĩa không bao giờ nghĩ rằng có gia tộc và thế lực nào ở Đông Hải có thể chống lại với Hứa gia dù chỉ một hai phần, thật xấu hổ với mình. Và đây cũng là lý do chính khiến ông ta luôn thể hiện việc giữ thái độ lặng yên quan sát, thật xấu hổ với mình. Bằng không, nếu có ai thực sự có thể lây chuyển được Hứa gia, Đinh Chính Nghĩa sẽ quyết định là người đầu tiên đầu quân cho họ. Nếu có thể tự mình làm chủ, đứng ở trên cao thì có ai chịu được việc trên đầu mình còn tồn tại một gia tộc ẩn giật chứ? Không phải cậu nghĩ rằng hợp tác với Tô gia thì có thể chiến đấu với Hứa gia đấy chứ? Chu Dương, cậu thật sự quá mơ mộng hão huyền rồi đấy.
Đừng nói là có thêm toàn bộ Tô gia, cho dù hiện tại có bên cạnh cậu có 4 tông sư võ giả, đó cũng chỉ là ảo tưởng. Đinh Chính Nghĩa nói không chút lưu tình. Thái độ và suy nghĩ của những người khác cũng giống như Đinh Chính Nghĩa, họ đều cho rằng Chu Dương chẳng qua đang mơ mộng hão huyền. Nếu Hứa gia thực sự dễ đối phó như vậy, chẳng phải sức mạnh của họ hợp lại còn không bằng sức mạnh của Chu Dương và Tô gia hợp lại hay sao? Đạo lý thì hiểu cả đấy, nhưng việc đối nhân xử thế cũng phải để con mắt của mình nhìn thoáng ra, biết được người nào mình có thể dây vào, người nào không thể dây vào được. Mà những gì Chu Dương nói lúc này chính là dây vào người mà anh không thể dây vào được. Xem ra mọi người đều không tin. Chu Dương bất lực giang hai tay ra, anh nhìn thẳng Tô Thế Minh, nhìn ra được chút nghi hoặc trong mắt của ông ta. Chu Dương rất bất lực, anh chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ và thái độ của mình, nhưng mọi người dường như đều cho rằng anh điên rồi. Ngay cả ánh mắt của Tô Thế Minh khi nhìn anh cũng có chút không đúng. Lẽ nào Tô Thế Minh cũng nghĩ rằng mình là một kẻ ngốc, đầu óc không bình thường sao? Chu Dương thầm thở dài, cảm thấy vô cùng bất lực. Chu Dương, rốt cuộc cậu đang nói cái quái gì vậy? Lúc trước cậu không nói sẽ tiêu diệt Hứa gia. Hứa gia là một gia tộc ẩn giật, cậu biết chuyện này có nghĩa là gì không? Tô Thế Minh thì thầm, trong lời nói của ông ta cũng có chút lo lắng. Ông ta đưa ra quyết định Tô gia sẽ hợp tác với Chu Dương. Nhưng trước giờ ông ta không biết rằng Chu Dương lại muốn tiêu diệt Hứa gia. Làm thế nào để tiêu diệt? Dựa vào ai? Tô gia. Trong lòng Tô Thế Minh thấp thỏm, chưa nói đến Tô gia của ông ta, toàn bộ Đông Hải đoàn kết lại với nhau, may ra có thể chống đỡ được Hứa gia một phần nào. Nhưng hiện giờ, điều Chu Dương nói không phải là chống lại Hứa gia, mà là muốn tiêu diệt họ. Nếu không phải đầu óc anh có vấn đề, làm sao anh có thể nói ra những lời như vậy? Ông yên tâm, tôi đã có chuẩn bị sẵn rồi, nếu không có sự tự tin tuyệt đối, tôi sẽ không nói những lời như vậy. Chu Dương nói khẽ an ủi, đừng làm như vậy nhữ nhé. Lúc này anh vẫn chưa thể nói rõ ra sự hợp tác giữa anh và Hổ gia, dù sao cũng đâu có biết sốt của có ai ở đây có qua lại với Hứa gia, sẽ âm thầm đem chuyện này nói cho Hứa gia biết hay không, bạn CS đang làm đúng. Nếu thật là như vậy, khi biết được sự hợp tác giữa Chu Dương và Hổ gia, thì Hứa gia có khả năng sẽ ra tay trước, sẽ dùng thủ đoạn sấm sét dốc sức đối phó với anh, bạn CS đang làm đúng. Khi đó, cho dù Chu Dương và Hổ gia hợp tác với nhau, e rằng rất có thể sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tôi chỉ là thể hiện rõ thái độ của mình, còn việc có thể làm được hay không, thì không liên quan gì đến các người. Đương nhiên, nếu có ai muốn sát cánh cùng chúng tôi đương nhiên rất hoan nghênh. Bạn CS đang làm đúng. Chương 805, không xem trọng. 1. Chu Dương liếc nhìn mọi người rồi thản nhiên nói, ánh mắt tập trung vào những người ủng hộ mình. Dù sao, những người này đã chọn ủng hộ khi anh vẫn bày tỏ thái độ của mình. Bây giờ anh đã nói rõ thái độ và quyết định của mình, những người này có đưa ra lựa chọn nào khác hay không không phải là chuyện Chu Dương có thể quyết định được. Chu Dương vừa dứt lời, một cuộc náo động ngay lập tức bùng lên ở trong phòng Thăng Long. Vì dù sao, mọi người có thể nghĩ rằng Chu Dương sẽ đưa ra quyết định giống như Tôn Càn Khôn. Nhưng không ai ngờ Chu Dương lại nói ra những lời muốn tiêu diệt Hứa gia. Tiêu diệt Hứa gia, đó là điều mà họ thậm chí không dám nghĩ đến, làm sao anh ta có thể dám nói ra điều đó một cách thẳng thắn như vậy. Lúc này, nhiều người ban đầu ủng hộ Chu Dương và Tô Thế Minh đều lần lượt ra đi, chọn đứng về phía Đinh Chính Nghĩa và ủng hộ chủ trương của Đinh gia. Lúc này, hai người trước đó hướng về Đinh gia cũng vui mừng ra mặt, khinh thường nhìn Chu Dương và Tô Thế Minh, thậm chí còn có chút hả hê. Cũng may là họ nhanh chóng quay lưng lại, nếu không giờ cũng phải ảo não lựa chọn lại, điều đó càng khiến người khác chê cười hơn. Giờ đây, ánh mắt của mọi người nhìn họ không còn là chế giễu mà có chút ngưỡng mộ. Suy cho cùng, bọn họ đã quay lưng lại trước khi Chu Dương bày tỏ quan điểm, nhìn sao cũng thấy họ cũng có chút nhìn xa trông rộng. Ha ha, theo tôi thấy, Chu Dương vẫn không biết sự tồn tại của Hứa gia là như thế nào, nói những lời kiêu ngạo không thực tế như vậy cũng là chuyện có thể hiểu được. Ai nói không phải chứ? Uổng công lúc nãy tôi còn cảm thấy người này ủng hộ Đinh gia mà không ủng hộ Tô gia có chút trái đạo lý, không nhân nghĩa, nhưng giờ xem ra tôi thực sự nông cạn quá rồi. Nếu không,
chúng ta phải theo họ tìm đường chết hay sao? Phải đó, đối đầu trực tiếp với Hứa gia đã là chuyện sinh tử, bây giờ bọn họ còn muốn tiêu diệt Hứa gia. Như vậy có gì khác với việc tự đi tìm đường chết? Tất cả mọi người đều chế nhạo, ai nấy nhìn Chu Dương và Tô Thế Minh đầy vẻ giễu cợt, giống như đang nhìn hai kẻ ngốc vậy. Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa nhìn Chu Dương và Tô Thế Minh mỉm cười, trong lòng họ đang vô cùng vui sướng. Hai tên ngốc, nói ra những câu như vậy, nếu Hứa gia biết được, các người sẽ là những người đầu tiên bị xử lý. Lúc này, hai người đều có ý nghĩ giống nhau. Hơn nữa, Đinh Chính Nghĩa thậm chí còn băn khoăn nếu chủ động nói tin tức này cho Hứa gia, có lẽ sau khi Hứa gia xuất đầu lộ diện, họ sẽ không trấn áp Đinh gia. Khóe miệng Tô Thế Minh khẽ câu giật, tuy rằng ông ta nhìn Chu Dương với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Ông ta thậm chí không biết Chu Dương sẽ nói như vậy, trong lòng không có sẵn sự chuẩn bị. Lúc trước khi ở đại sảnh của Tô gia, Chu Dương không hề nói như vậy. Chu Dương chỉ nói rằng cậu ta có một số mâu thuẫn với Hứa gia, chắc chắn không thỏa hiệp với Hứa gia. Tuy nhiên, từ quan điểm của Tô Thế Minh và các vệ sĩ của Tô gia, Chu Dương có lẽ chỉ đang muốn khiến Hứa gia không được yên thân, giải tỏa sự tức tối trong lòng mà thôi. Nhưng ai có thể ngờ rằng hôm nay Chu Dương lại nói những điều như vậy trước mặt nhiều người như vậy. Tô Thế Minh thậm chí có thể nghĩ rằng tại thời điểm này, có thể có ai đó đã truyền ra ngoài tất cả tin tức và những gì đã xảy ra ở đây. Nói không chừng, còn chưa kịp đợi họ rời khỏi Thúy Hồ Cư thì bên phía Hứa gia đã biết được tin tức này rồi. Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương của Tô gia cũng tái xanh mặt mũi. Ông ta cũng cảm thấy bản thân mình, Tô Thế Minh và Tô gia đã bị Chu Dương cho vào chồng và bị Chu Dương dùng làm mục tiêu để thu hút sự thù hận. Chu Dương đã từng đề cập đến chuyện như thế này với bọn họ. Nếu như trước đó Chu Dương nói là muốn tiêu diệt Hứa gia, thì vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Cho dù hiện giờ xung quanh Chu Dương có bốn tông sư võ giả, cũng không ai biết được anh có còn tông sư võ giả nào khác nữa hay không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có 4, 6, 8, thậm chí là 10. Nhưng vậy thì đã làm sao? Đối phương là Hứa gia, một gia tộc ẩn giật, thực lực mạnh mẽ quá sức tưởng tượng. Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương mơ hồ nhớ lại rằng có một gia tộc hạng nhất ở Đông Hải đã đắc tội với Hứa gia và đã bị loại bỏ khỏi Đông Hải. Cả gia tộc như biến mất chỉ trong một đêm, cứ như thể đã bốc hơi. Cho đến nay, vấn đề này vẫn chưa có kết quả. Dù ai ít nhiều cũng có thể đoán được điều gì đó, nhưng không ai có thể nói được điều gì nếu không có bằng chứng. Hơn nữa, gia tộc có khả năng nhất làm ra chuyện đó chính là Hứa gia, ai dám đắc tội với họ. Chu Dương, cậu đang nói nghiêm túc sao? Tô Thế Minh thì thào. Ông ta muốn xác nhận lại. Đề phòng Chu Dương nói nhầm. Phải, tất nhiên những gì tôi nói đều là sự thật. Mọi người, tôi không ngại nói với các vị rằng trước đây, tôi thực sự có mâu thuẫn với Hứa gia, và Hứa gia cũng đã phái một tông sư võ giả đến để đối phó với tôi, nhưng tôi vẫn đang ngồi yên ổn ở đây. Chu Dương cười nói, giọng nói bất giác tăng lên rất nhiều, ánh mắt anh nhìn mọi người, từng câu từng chữ rất có uy lực. Như muốn cho thấy anh chính là điều chân thực nhất ở đây và sẽ không thay đổi quyết định của mình. Tôi không phải chỉ nói suông mà tôi thực sự rất muốn tiêu diệt Hứa gia. Tất nhiên, nếu có ai muốn ủng hộ, tôi đương nhiên rất hoan nghênh, nhưng nếu ai muốn ngăn tôi, hoặc âm thầm gây cản trở thì tôi cũng sẽ không khách khí. Giọng điệu của Chu Dương rất lạnh lùng, giống như một lưỡi dao sắc bén, xẹt qua lông mày của mọi người, khiến mọi người cảm thấy lạnh cả sống lưng. Và câu nói của anh cũng khiến mọi người sốc thêm một lần nữa. Chu Dương này thật sự có mâu thuẫn với Hứa gia. Hơn nữa nghe anh ta nói, có vẻ như anh ta đã chiếm được ưu thế trong cuộc xung đột với Hứa gia, tông sư võ giả do Hứa gia phái đến không thể làm gì được anh ta. Điều này thực sự khó nói. Chậc chậc, nghe nói một số cửa hàng kinh doanh của công ty Danh Dương ở quận Khánh Phong và Phổ Đà đã gặp sự cố cách đây không lâu. Liệu có phải là do Hứa gia làm không? Này, có chuyện như vậy sao? Trở về phải nghe ngóng kỹ hơn mới được. Nếu là như thế thật, như vậy có thể có rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết. Mọi người nhìn Chu Dương thì thào, vẻ mặt không ngừng thay đổi, nhưng trong mắt mọi người đều hiện lên một tia nghi hoặc. Dù sao,
lời nói của Chu Dương đối với họ quá điên cuồng. Ha ha, nói hay lắm, không ngờ Chu Dương lại có sức mạnh như vậy. Vốn dĩ tao còn tưởng rằng Tôn Càn Khôn tao dám đánh trực diện Hứa ra được phần nào đã là kinh khủng rồi. Không ngờ mày mới thực sự là người tài giỏi. Nếu như mấy người muốn tiêu diệt Hứa ra, tuy rằng tao không thể giúp được gì nhiều, nhưng sau này nhất định tao sẽ đứng sau ủng hộ mày. Mấy người cống hiến thân mình chỉ để tác thành cho bọn tao, mày đúng là một vĩ nhân. Tôn Càn Khôn bật cười, đột nhiên đứng dậy, nhìn Chu Dương và Tô Thế Minh với vẻ mặt cảm khái, sau đó giơ ngón tay cái ra với Chu Dương vẻ mặt tán thưởng. Chương 806, không xem trọng. 2. Thấy như vậy, tất cả mọi người đều không nói nên lời. Chu Dương khẽ nhếch miệng, khinh thường hành động của Tôn Càn Khôn. Những người khác có thể không nhận ra dụng ý của Tôn Càn Khôn là gì. Nhưng Chu Dương đã nhìn ra trong nháy mắt. Trước đây, chỉ có Tôn gia là chủ trương đối đầu trực diện với Hứa gia. Khi đó, cho dù Tôn Càn Khôn có suy nghĩ gì khác cũng sẽ không nói ra, mà còn phải giữ uy tín cho lời hứa sức nặng ngàn vàng của mình. Nhưng bây giờ, có một người khác muốn đối đầu trực diện với Hứa gia. Chu Dương và Tô gia liên thủ với nhau, không chỉ muốn đối đầu trực diện với Hứa gia, thậm chí họ còn muốn tiêu diệt Hứa gia. Vì vậy, vào lúc này, đương nhiên Tôn Càn Khôn tìm thấy một cơ hội tốt để khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Chu Dương đã nói như vậy, có nghĩa là chắc chắn họ sẽ có một cuộc chiến với Hứa gia. Ngay cả khi đám người Chu Dương hối hận mà bỏ cuộc, Hứa gia cũng sẽ không đồng ý. Tôn Càn Khôn đã hạ quyết tâm, khi trở về sẽ truyền tin tức này cho Hứa gia, để Hứa gia và Chu Dương đánh nhau một hồi, tiêu hao sức lực của nhau. Tôn Càn Khôn tin rằng nếu như Chu Dương đã dám nói ra những lời như vậy, chắc chắn không phải chuyện vu vơ. Nhắc tới bốn tông sư võ giả bên cạnh Chu Dương, Tôn Càn Khôn biết thế lực sau lưng Chu Dương hẳn là không đơn giản, tuy rằng bọn họ không phải có thể cùng tiêu diệt Hứa gia, nhưng nhất định có thể phân đo cao thấp với Hứa gia. Lúc họ giao chiến đến một mức độ nào đó, hai bên đều bị tổn thất nặng nề, khi không còn sức lực nữa, Tôn Càn Khôn sẽ dẫn người của Tô gia tấn công lại, bất ngờ giáng cho Hứa gia một đòn chí mạng. Khi đó, Hứa gia bị lật đổ, sẽ chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi. Mà lúc đó chắc hẳn đám người Chu Dương sẽ không còn thời gian và sức lực để lo chuyện Tôn gia của mình nữa. Đến lúc đó nếu như tâm trạng Tôn Càn Khôn tốt, nói không chừng hắn sẽ tha cho đám người Chu Dương một mạng. Về phần tất cả di sản của Hứa gia, đương nhiên sẽ thuộc về Tôn gia. Đúng vậy, Chu Dương, cậu thật sự là một vĩ nhân. Đinh Chính Nghĩa cũng đồng ý, trên mặt nở nụ cười, biểu cảm không chút thay đổi. Đinh Chính Nghĩa không quan tâm đến lời nói của Chu Dương và cũng không coi đó là thật. Mấy người Chu Dương bây giờ dám nói ra lời này chẳng qua là thiếu hiểu biết về Hứa gia, đợi đến khi họ đã nếm mùi thất bại trong tay Hứa gia, biết được sức mạnh thực sự của Hứa gia, bọn họ đương nhiên sẽ thay đổi ý nghĩ này. Nhưng mặt khác, nhớ Chu Dương có đủ tự tin để lật đổ Hứa gia thì sao? Mặc dù Đinh Chính Nghĩa nghĩ rằng điều này là không thể, nhưng ông ta cũng không hề lo lắng chút nào. Chủ trương ban đầu của ông ta là lặng yên quan sát, theo dõi những thay đổi, đợi xem Hứa gia sẽ có động thái gì. Nếu đám người Chu Dương có thể tiêu diệt được Hứa gia, đó đương nhiên là một chuyện tốt đối với Đinh gia, ông ta mừng còn không kịp. Ha ha, vĩ nhân thì không dám, chỉ mong lúc đó mọi người âm thầm ủng hộ là được rồi. Chu Dương xua tay, thản nhiên nói. Anh biết tất cả mọi người đều không tin anh, không chỉ Tôn gia và Đinh gia, những gia tộc khác cũng không tin lời anh nói. Ai ngờ, sau khi anh vừa nói ra chủ trương của mình, những gia tộc vốn dĩ vẫn còn đang nể mặt Tô gia và Tô Thế Minh, lúc này đều quay lưng lại, chuyển sang ủng hộ Đinh gia. Kỳ thực Chu Dương cũng không trông mong có người tin lời anh. Trong kế hoạch của anh, chỉ cần đạt được sự hợp tác với Tô gia là đủ. Thứ nhất, Chu Dương là người thân quen nhất với Tô gia, và mối quan hệ của anh với Tô Vĩ cũng khá tốt. Thứ hai, sau khi Hứa gia bị diệt vong, Hổ gia chắc sẽ nhập lại trở thành dòng chính của Hứa gia, đến lúc đó, với sự tồn tại và sức mạnh của Tô gia, quan hệ với Hứa gia sẽ hòa thuận hơn. Bằng không, nếu đổi thành Tôn gia, thì nhất định sẽ xảy ra một trận chiến lớn khác. Được rồi, nếu như tôi đã tuyên bố xong rồi, giờ chúng ta ai nấy đi về chuẩn bị đi. Còn chuyện hôm nay ai muốn nói với Hứa gia,
tôi cũng không quan tâm. Chu Dương nhẹ nhàng nói, nhìn một lượt khuôn mặt của mọi người, sau đó mỉm cười với Tô Thế Minh, dẫn đầu rời khỏi phòng Thăng Long. Bốn tông sư võ giả Ngưu Xuyên đương nhiên cũng theo Chu Dương rời đi. Ngay sau đó, Chu Dương đã bước ra khỏi phòng Thăng Long, nhưng lúc này, tất cả những người khác bên trong đều bất động. Ngay cả Tô Thế Minh, người đã hợp tác với Chu Dương, và Tô Gia lúc này vẫn đang ngồi trên ghế với vẻ mặt ảm đạm. Thế Minh, cái quái gì đang xảy ra vậy? Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương trầm giọng nói. Là tiền bối của Tô Thế Minh, Tô Nam Phương luôn suy nghĩ cho Tô Gia. Mặc dù hiện giờ Tô Thế Minh là gia chủ của Tô Gia, nhưng nếu ông ta đưa Tô Gia vào vực thẳm, Tô Nam Phương cũng sẽ ra tay ngăn cản. Tôi cũng không biết, lúc trước Chu Dương không bảo tôi là muốn tiêu diệt Hứa Gia, nhưng giờ vẫn còn sớm, chúng ta vẫn sẽ cân nhắc thật kỹ, phân tích tình hình hiện tại, tôi sẽ tìm Chu Dương hỏi cậu ta xem rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì. Tô Thế Minh xoa lông mày, chỉ cảm thấy rất mệt. Hôm nay Chu Dương làm như vậy, đương nhiên vượt xa dự đoán của ông ta, khiến giờ đây ông ta có chút bồn chồn. Nếu Tô Gia thật sự cột chung với Chu Dương vào một chiếc thuyền, thì rất có thể thuyền sẽ chìm và Tô Gia sẽ không còn nữa. Cho nên lúc này, dù giao tình có tốt thế nào cũng buộc phải cân nhắc đến thực tại. Chúng ta về trước đi. Tô Thế Minh thì thào. Ngay lập tức, mọi người trong Tô Gia cũng rời đi. Tuy nhiên, Tô Gia và đám người Chu Dương chỉ lần lượt rời đi trong vòng vài phút, nhưng khi Tô Thế Minh đến cửa của Thúy Hồ Cư thì đã không thấy bóng dáng của Chu Dương nữa. Cậu nhóc này, sao lại chuồn nhanh như vậy, có phải là sợ tôi hỏi cậu ta vấn đề này không? Tô Thế Minh cảm thấy khó hiểu, nhưng ông ta cũng không truy cứu nữa, hiện tại vẫn còn nhiều việc mà ông ta cần phải giải quyết. Trong phòng Thăng Long, Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa nhìn nhau, mỗi người khẽ mỉm cười không nói gì, nhưng sự ngầm hiểu này dường như đều tự nhiên mà nảy sinh. Mọi người ngồi trong phòng Thăng Long một lúc, sau đó ai nấy đều rời đi và tự mình chuẩn bị. Lúc này, Chu Dương đã đến văn phòng của Thủy Băng Nguyệt. Sau khi rời phòng Thăng Long, Giám đốc Quách nhanh chóng tìm thấy Chu Dương và nói rằng Tổng Giám đốc muốn gặp anh. Giám đốc Quách có thể nói là người thận trọng, ngay cả giọng nói cũng trở nên rất cung kính. Ông ta đã làm việc ở Thúy Hồ Cư hơn 10 năm và uy tín của ông ta trước giờ rất cao. Cho dù là Tổng Giám đốc cũ hay Tổng Giám đốc hiện tại, đều có rất nhiều chỗ phải nhờ vào Giám đốc Quách. Tuy nhiên, Giám đốc Quách chưa bao giờ vì được Tổng Giám đốc coi trọng mà sinh ra kiêu ngạo, không coi người khác ra gì. Ngược lại, ông ta luôn tận tâm, không dám chảnh mảng, đây chính là lý do ông ta luôn vững vàng trên cương vị Giám đốc. Và hiện giờ Giám đốc Quách vô cùng kính trọng Tổng Giám đốc là Thủy Băng Nguyệt. Chương 807, gặp lại Thủy Băng Nguyệt. Ông ta mơ hồ biết được, Thủy Băng Nguyệt đến từ một gia tộc siêu lớn mạnh của thủ đô, lớn hơn nhiều lần so với những gia tộc hạng nhất ở Đông Hải, vì thế dù Thủy Băng Nguyệt là một cô gái hơn 20 tuổi, nhưng trước nay Giám đốc Quách đều không dám khinh thường. Mấy năm gần đây Thủy Băng Nguyệt trở thành Tổng Giám đốc Quách vẫn chưa từng nhìn thấy Thủy Băng Nguyệt xem trọng ai như vậy. Chu Dương bảo Ngưu Xuyên và Chu Phong cùng đi theo mình, còn Hứa Phong Lực và Hứa Phong Phàm trở về chỗ Hổ Gia. Thông báo chuyện hôm nay, sau đó anh bước vào phòng làm việc của Thủy Băng Nguyệt. Sao thế, đến chỗ em còn muốn đưa theo người khác à? Thủy Băng Nguyệt đang xử lý công việc, nhìn thấy cửa văn phòng bị đẩy ra, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Dương đưa theo Ngưu Xuyên và Chu Phong cùng bước vào, còn Giám đốc Quách lại đứng phía sau bọn họ, cô khẽ hỏi. Chỉ là bản thân Thủy Băng Nguyệt không để ý, giọng điệu vừa nãy của cô rõ ràng có ý làm nũng. Trong lòng Giám đốc Quách bỗng dấy lên cơn sóng to gió lớn, cố kìm nén tâm trạng xáo động. Ông ta không ngờ, trong lúc vô ý mình lại do thám được bí mật này, nếu như truyền ra ngoài không biết bao nhiêu người sẽ đau lòng. Phải biết rằng, Thủy Băng Nguyệt đến Đông Hải cũng đã mấy năm, hơn nữa tuổi còn trẻ, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, không thiếu người theo đuổi. Nhưng trước đến nay Giám đốc Quách chưa từng thấy Thủy Băng Nguyệt có vẻ mặt hòa nhã với bất kỳ ai theo đuổi cô. Có lẽ Chu Dương là một người, hơn nữa là một người duy nhất. Hai người ra ngoài trước đi, đợi tôi cùng về. Chu Dương khẽ lắc đầu, có chút bất lực, liền xoay người nói với Ngưu Xuyên và Chu Phong. Thoáng chốc, dưới sự sắp xếp của Giám đốc Quách, hai người họ đã rời khỏi văn phòng của Thủy Băng Nguyệt.
Hiện giờ trong văn phòng chỉ còn lại Chu Dương và Thủy Băng Nguyệt. Lúc này, Thủy Băng Nguyệt cũng không kiềm chế nữa, cô reo hò chạy thẳng đến bên cạnh Chu Dương, ôm lấy cánh tay anh, cái đầu nhỏ dựa lên bả vai của Chu Dương nhẹ nhàng ma sát, phát ra tiếng nũng nịu nhỏ nhẹ. Anh đến sao không nói với em một tiếng, nếu không phải giám đốc Quách nói với em cũng không biết là anh đến. Thủy Băng Nguyệt tỏ thái độ oán trách, đôi mắt to nhìn Chu Dương, thậm chí còn có ý giận hờn. Cuộc sống 20 năm trước của cô, dường như đều ở thủ đô, có mối liên hệ lớn với Chu gia. Không dễ gì mới có thể đến Đông Hải, hơn nữa còn có thể gặp được anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Thủy Băng Nguyệt sao có thể kiềm chế được chứ? Mấy ngày này sau khi trở về Vịnh Lục Cảnh, Thủy Băng Nguyệt luôn nhớ về khoảng thời gian ở đó. Mặc dù bà Chu không phải mẹ ruột của Thủy Băng Nguyệt, nhưng Thủy Băng Nguyệt lại cảm nhận được sự quan tâm giống như mẹ ruột từ trên người bà Chu. Kiểu cảm giác này, mấy tháng nay Thủy Băng Nguyệt luôn nhớ mãi không quên, thậm chí cô đã có suy nghĩ, mấy ngày nữa mình có nên đến Vịnh Lục Cảnh một chuyến hay không. Đúng lúc này, giám đốc Quách lại nói với cô, Chu Dương đến rồi, chuyện này khiến Thủy Băng Nguyệt rất đỗi vui mừng, phấn khởi và kích động. Ha ha, anh tưởng em sẽ rất bận, hơn nữa hôm nay anh đến, không phải để chơi mà là có chuyện quan trọng. Chu Dương cười nói, bước về trước mấy bước, nhẹ nhàng vỗ lên tay Thủy Băng Nguyệt, để cô buông ra, đừng ôm mãi cánh tay của mình. Anh ngồi trên ghế sofa, lúc này Chu Dương mới có thể quan sát kỹ lưỡng văn phòng của Thủy Băng Nguyệt. Lần trước khi đến đây, trong lòng Chu Dương có mối hoài nghi, chỉ muốn biết được vài chuyện của Hứa gia từ chỗ Thủy Băng Nguyệt, không hề có ấn tượng gì với văn phòng này. Có điều bây giờ đã biết Thủy Băng Nguyệt là em gái cùng cha khác mẹ của mình, đương nhiên Chu Dương phải quan sát phòng làm việc của em gái, nếu có chỗ nào không ổn, Chu Dương phải đưa ra thay đổi. Diện tích văn phòng không lớn lắm, Chu Dương phòng chừng khoảng 100 mét vuông. Điều này với người bình thường mà nói, đương nhiên đã đủ lớn rồi. Nhưng với một phòng thăng long của Thúy Hồ cư rộng khoảng 1.000 mét vuông mà nói, đường đường là văn phòng của Tổng Giám Đốc lại chỉ có 100 mét vuông, thì đúng là hơi bình thường. Có điều Chu Dương đang nghĩ Thủy Băng Nguyệt không phải kiểu người thích xa xỉ, nên cũng không có ý kiến gì, chỉ cần Thủy Băng Nguyệt ở đây thoải mái vui vẻ là được. Bày biện trong phòng cũng rất đơn giản, một bàn làm việc, một kệ sách, mấy chiếc ghế, ngoài ra còn thêm mấy chậu hoa, đây cũng coi là tất cả trang trí trong phòng làm việc. Đơn giản già dặn, không tầm thường, Chu Dương cũng cảm thấy khá phù hợp với tính cách của Thủy Băng Nguyệt. Chu Dương gật đầu, rất hài lòng. Có chuyện gì vậy, em nghe nói người của Tôn gia, Đinh gia và Tô gia hôm nay đều đến, lẽ nào bọn họ muốn làm khó anh? Thủy Băng Nguyệt khẽ hỏi. Nhưng đến khi nói về người của những gia tộc lớn có khả năng làm khó Chu Dương, giọng điệu của Thủy Băng Nguyệt lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng, một luồng khí lạnh vô hình bỗng tản ra khắp văn phòng, giống như dây tiếp theo Thủy Băng Nguyệt sẽ nổi trận lôi đình dùng mọi thủ đoạn khiến Tôn gia, Đinh gia và Tô gia không còn tồn tại nữa. Không, không hề. Chu Dương vội vàng xua tay phủ nhận, anh không muốn để Thủy Băng Nguyệt có hiểu lầm gì. Chưa kể, anh không muốn Thủy Băng Nguyệt dính líu vào chuyện này. Bây giờ mối quan hệ giữa anh và Tô gia vẫn là hợp tác, mà Chu Dương cũng có ý định từng bước đưa Thủy Băng Nguyệt vào các mối quan hệ xã hội của mình, để những bạn bè xung quanh mình đều biết đến sự tồn tại của cô. Hôm nay anh đến, thật ra là có liên quan đến chuyện của Hứa gia. Chu Dương tiếp tục kể lại một lượt về chuyện hôm nay, đương nhiên cũng nói ra cả chuyện xảy ra trong phòng Thăng Long. Vì thế bây giờ anh thật sự có quan hệ hợp tác với Tô gia. Chỉ là không biết sau khi mấy người Tô gia trở về liệu có hối hận hay không. Chu Dương khẽ cười nói, trên gương mặt ẩn hiện chút bất lực. Thật ra đến cuối cùng, vẫn là do thực lực của anh không đủ. Thực lực của anh không đủ để khiến những người thuộc nhánh phụ Hứa gia bên phía Hổ gia xem trọng, bằng lòng hợp tác với anh cùng nhau chống lại nhánh chính của Hứa gia. Mà thực lực của anh cũng không đủ để đạt được ý đồ hợp tác với những người của Hổ gia nếu không nhờ vào sự giúp đỡ của Tô gia. Thực lực của anh càng không cho phép anh có va chạm trực tiếp với Hứa gia. Tuy ở Đông Hải, Chu Dương anh đã là một nhân vật không nhỏ, có mối quan hệ với câu lạc bộ Silver Lake nhưng cũng không dám nói phân cao thấp với Hứa gia. Dẫu sao, ngay cả câu lạc bộ Silver Lake, ngay cả Trần Thế Hào, cũng không là gì trước mặt Hứa gia. Không giữ lời. Hừ, bọn họ đã đồng ý với anh rồi, nếu dám nuốt lời,
em nhất định sẽ khiến Tô gia hối hận. Sau khi Thủy Băng Nguyệt nghe xong, cô cau mày, lạnh lùng nói. Anh, nếu anh đồng ý, em có thể giúp anh một vài việc. Thủy Băng Nguyệt nói xong, giọng điệu hơi trầm xuống, dường như cô vừa nói điều gì đó không hay rồi. Chương 808, gặp lại Hứa Nguy. Hả? Chu Dương liếc nhìn Thủy Băng Nguyệt, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, đồng thời còn có chút ảm đạm. Trước đây anh từng nói với Thủy Băng Nguyệt về chuyện của Hứa gia, lúc đó Thủy Băng Nguyệt còn điều Chu Phong một trong hai tông sư võ giả mà Chu gia sắp xếp bảo vệ cô, cho Chu Dương tùy ý chỉ huy. Khi đó, Chu Dương thầm thề trong lòng, chắc chắn sẽ bảo vệ tốt Thủy Băng Nguyệt, đợi khi anh quay trở lại Chu gia, nhất định sẽ lấy lại những gì đã mất, để Thủy Băng Nguyệt trở thành công chúa nhỏ của Chu gia. Thế nhưng, bây giờ anh lại khiến Thủy Băng Nguyệt lo lắng. Đồng thời, một cảm giác bất lực không ngừng dâng lên trong lòng Chu Dương. Nếu như thực lực của anh đủ mạnh, thì làm sao khiến Thủy Băng Nguyệt lo lắng chứ? Suy cho cùng, thực lực vẫn quan trọng. Không sao, trên đời không có chuyện gì có thể làm khó anh, lẽ nào em không tin anh trai sao? Chu Dương nhẹ nhàng vỗ đầu Thủy Băng Nguyệt, khẽ an ủi. Lúc này, anh phải nói như vậy, một là tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, hai là để Thủy Băng Nguyệt yên tâm hơn. Trước mắt, mặc dù Chu Dương, Hổ Gia và Tô Gia tạm thời đạt được mối quan hệ hợp tác. Thế nhưng mối quan hệ này lại không hề bền chặt như trong tưởng tượng. Chưa nói đến những thứ khác, liệu Tô Gia sẽ lung lay vì những lời nói của Chu Dương khi nãy không? Sau đó việc hợp tác bị gián đoạn, thậm chí Tô Gia cũng sẽ đứng về phía Đinh Gia. Không có sự hợp tác của Tô Gia, bên Hổ Gia sẽ tiếp tục hợp tác với Chu Dương chứ? Toàn bộ chuyện này đều là ẩn số, không ai có thể đảm bảo trước khi xảy ra cuộc giao chiến thật sự của ba bên với Hứa gia. Chu Dương cũng không có sự tự tin tuyệt đối về việc các bên sẽ chung sức hợp tác đến cùng, đối mặt với Hứa gia. Anh muốn Thủy Băng Nguyệt yên tâm, không muốn làm phiền đến Thủy Băng Nguyệt. Mẹ ruột của Thủy Băng Nguyệt không còn nữa, mà cô ấy chỉ là một cô gái, ở trong Chu gia chưa hẳn đã có cuộc sống êm đẹp. Đường đường là con gái duy nhất của gia chủ Chu gia, đi đến Đông Hải xa xôi, bên cạnh chỉ có hai tông sư võ giả, nếu chuyện này bị một số gia tộc bày mưu hãm hại, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Thêm vào đó, Thủy Băng Nguyệt là đại tiểu thư của Chu gia, tại sao lại đến Đông Hải, kinh doanh và quản lý Thúy Hồ Cư? Chu Dương không muốn nghĩ nhiều những nguyên nhân đó, anh sợ mình không nhịn được, sẽ làm ra những chuyện bốc đồng trong tình hình thực lực chưa đủ mạnh. Mặc dù Thủy Băng Nguyệt là em gái cùng cha khác mẹ của Chu Dương, nhưng đối với Chu Dương một người vẫn luôn sống trong tình yêu thương che chở của bà Chu hơn 20 năm nay, thì phần tình cảm này thật đáng quý. Chu Dương không muốn vì chuyện của mình, gia tăng áp lực cho Thủy Băng Nguyệt. Anh chỉ muốn Thủy Băng Nguyệt sống thật vui vẻ trong khoảng thời gian ở Đông Hải. Đương nhiên em tin anh rồi, chỉ là lần này, anh đối đầu với Hứa gia, cho dù là Chu gia cũng sẽ không dễ dàng khi đối mặt với Hứa gia. Thủy Băng Nguyệt nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp nhìn Chu Dương, trong phần kiên định vẫn lộ ra chút lo lắng. Mặc dù Thủy Băng Nguyệt biết hơn 10 năm trước, Hứa gia từng nảy sinh nội chiến, tổn thất thảm hại, nhưng đối với một gia tộc ẩn giật như Hứa gia, nền tảng mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Cho dù là Chu gia, cũng không biết gì về một gia tộc ẩn giật như Hứa gia. Cho nên Thủy Băng Nguyệt biết, Chu Dương đối mặt với Hứa gia lần này, thật sự rất nguy hiểm. Chỉ là, khi cô một mình đến Đông Hải, bên người chỉ có hai tông sư võ giả, do Chu Hằng Thiên tự mình sắp đặt. Để hỗ trợ Chu Dương, Thủy Băng Nguyệt đã để Chu Phong đi giúp đỡ, người còn lại, cho dù Thủy Băng Nguyệt đồng ý, đối phương cũng sẽ không bằng lòng. Thủy Băng Nguyệt thấy hơi áy náy, tự trách mình. Cô cảm thấy mình không giúp được Chu Dương. Nếu bản thân điều động nhiều tông sư võ giả đến giúp Chu Dương, thì khi anh đối diện với Hứa gia cơ hội thắng sẽ nhiều hơn một chút. Ha ha, yên tâm đi, lúc anh làm việc không ai có thể ngăn cản. Chu Dương vỗ nhẹ vào vai Thủy Băng Nguyệt, nhẹ giọng an ủi. Anh cũng cảm nhận được sự quan tâm từ lời nói của Thủy Băng Nguyệt. Chu Dương cũng có thể hiểu được Thủy Băng Nguyệt, cảm nhận tình cảm của Thủy Băng Nguyệt dành cho mình. Loại tình cảm này khiến Chu Dương rất dễ chịu. Cho dù Thủy Băng Nguyệt không thể giúp đỡ, Chu Dương cũng cảm thấy rất hài lòng. Yên tâm đi, thời gian gần đây em vẫn nên ở Thúy Hồ Cư,
không được đi lung tung, đợi chuyện của anh và Hứa Gia kết thúc, anh sẽ đến thăm em. Sau đó Chu Dương nói chuyện phiếm với Thủy Băng Nguyệt một lúc, rồi rời đi. Anh cần phải đi chuẩn bị rất nhiều việc, bởi không phải hôm nay đã thể hiện rõ thái độ của mình tại Thúy Hồ Cư là xong mọi chuyện, có thể nắm chắc phần thắng khi đối diện với Hứa Gia. Ngoài khoảng cách thực lực giữa hai bên, còn rất nhiều khoảng cách khác. Những khoảng cách này, Chu Dương cần phải thu xếp càng nhanh càng tốt. Cố gắng bù đắp khoảng cách giữa hai bên, gia tăng phần thắng về phía mình. Chu Dương đưa theo Chu Phong và Ngưu Xuyên đi thẳng đến khách sạn Huy Hoàng trao đổi những vấn đề tiếp theo với Hổ Gia. Về phía Tô Gia, bây giờ chắc chắn vẫn đang thảo luận những vấn đề mà Chu Dương nói ở Thúy Hồ Cư. Khi chưa thảo luận ra được gì, Chu Dương có đi cũng vô ích. Khách sạn Huy Hoàng, Chu Dương, Ngưu Xuyên, Chu Phong, và cả Hứa Nguy, Hứa Nhiên, Hổ Gia đều ở trong phòng làm việc của Hổ Gia. Vị trí của hai bên lần này cũng giống như lần trước. Khác nhau ở chỗ, lần này có thêm hai tông sư võ giả, Hứa Phong Lực và Hứa Phong Phàm. Phong Lực đã nói cho tôi nghe về chuyện ở Thúy Hồ Cư, tôi không ngờ, cậu lại khí thế như vậy. Hứa Nguy cười nói, ánh mắt nhìn Chu Dương có phần tán thưởng. Trước đây bọn họ đồng ý tin tưởng Chu Dương một lần, để Hứa Phong Lực và Hứa Phong Phàm cùng làm việc với Chu Dương, nhưng Hứa Nguy trước giờ không ngờ, Chu Dương lại táo bạo như vậy. Trước mặt tất cả các gia tộc quyền thế ở Đông Hải, anh lại nói mình phải tiêu diệt Hứa Gia. Phải biết rằng, ấn tượng của Hứa Nguy với Chu Dương trước đây, đều chỉ giới hạn ở những việc Chu Dương đã làm ở Đông Hải, mặc dù là một người trẻ tuổi rất giỏi, nhưng cũng chỉ có vậy. Nếu như không ra ngoài môi trường rộng lớn hơn, giới hạn trên của Chu Dương chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng, cách nhìn của Hứa Nguy đối với Chu Dương đã thay đổi hoàn toàn khi nghe anh nói muốn tiêu diệt Hứa Gia. Bây giờ, trong mắt của Hứa Nguy, Chu Dương là một người có ý chí tiến thủ, một hào kiệt có khả năng và tương lai vô hạn, cũng có thể xếp thứ hạng cao ở Đông Hải. Lời đánh giá như vậy được cho là cao đối với Chu Dương. Phải biết rằng, cho dù trong một năm trở lại đây Chu Dương có tỏa sáng và thành tích cao thế nào, thì điểm xuất phát của anh cũng ở Đông Hải. Hơn 20 năm trước vẫn ở trong một gia đình rất bình thường, trải qua một cuộc sống bình dị đơn giản. Chương 809, quyết định hợp tác. Mặc dù vô tình trở thành người thừa kế của Chu gia, nhưng điều đó lại không giúp ích được gì nhiều cho anh, chỉ là có thêm không gian để anh thể hiện mà thôi. Cho đến nay, có lẽ chỉ có Trần Thế Hảo giúp đỡ Chu Dương vì thân phận người thừa kế của anh. Thế nhưng, ngay cả như vậy, thế lực mà câu lạc bộ Silver Lake và Trần Thế Hảo mang lại cho Chu Dương có thể so sánh được với gia tộc hạng nhất, chung quy vẫn có hạn. Và lại Trần Thế Hảo không hẳn có thể giúp Chu Dương giữ bí mật thân phận của anh được, do đó, sự giúp đỡ của Trần Thế Hảo cho Chu Dương rất có hạn. Ngược lại, từ khi ra đời đám con cháu của gia tộc hạng nhất đã nắm giữ chìa khóa vàng, xuất phát điểm của bọn họ nhất định cao hơn Chu Dương rất nhiều. Bất luận là kiến thức, học lực hay nền tảng, đều vượt xa khả năng so sánh của Chu Dương. Có rất nhiều con cháu của gia tộc lớn đã lập nghiệp khi bằng tuổi với Chu Dương. Thậm chí, không ít người hiện nay thể hiện nhiều tiềm năng hơn Chu Dương. Trước đây tôi còn cho rằng cậu muốn hợp tác với chúng tôi, chỉ là mượn tay chúng tôi gỡ bỏ những rắc rối của nhánh chính Hứa Gia. Bây giờ xem ra, dã tâm của cậu cũng không nhỏ. Cứ coi như chúng tôi cũng từng muốn tiêu diệt Hứa Gia, vậy lòng tự tin và dũng khí của cậu đến từ đâu? Cậu chắc chắn chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu tiêu diệt Hứa Gia sao? Nếu như chúng tôi không trợ giúp cho cậu, cậu sẽ làm gì? Hứa Nguy hỏi thẳng mấy câu, đột nhiên khiến Chu Dương trở tay không kịp. Anh không ngờ Hứa Nguy lại nói và hỏi nhiều vấn đề như vậy khi mới gặp lại. Hơn nữa từng câu hỏi giống như đòn chí mạng với Chu Dương, không thể trả lời sai. Dường như Hứa Nguy đang trêu đùa. Thế nhưng Chu Dương biết, nếu Hứa Nguy không hài lòng với câu trả lời của mình, rất có khả năng ông ta sẽ từ chối hợp tác với Chu Dương như câu nói vừa nãy. Vậy thì, với thực lực của nhánh phụ bọn họ vẫn đủ để tự bảo vệ mình trước mặt Hứa Gia. Còn Chu Dương thì sao? Chỉ dựa vào hai tông sư võ giả Ngưu Xuyên và Chu Phong, có đủ sức đối đầu với hơn mười mấy tông sư võ giả của nhánh chính Hứa Gia không? Điều này vốn dĩ là không thể. Chu Dương trầm mặc một lúc, trong lòng sớm đã có cách.
Anh không nghĩ rằng lời nói của mình có thể khiến người của nhánh phụ Hứa Nguy ủng hộ vô điều kiện, nhưng ít nhất, sẽ không xảy ra sai sót gì lớn. Thật ra trong lòng tôi đã nghĩ thế này, muốn mượn sức mạnh trong tay của các ông, chấm dứt mâu thuẫn với người của nhánh chính Hứa gia, cũng là vì bản thân tôi. Chu Dương không hề phủ nhận, dù sao chuyện anh làm, thật sự có ý nghĩ và thái độ như vậy. Chỉ dựa vào bản thân anh thì không thể đối đầu với người của nhánh chính Hứa gia. Người của nhánh chính Hứa gia muốn giành lấy viên ngọc trong tay Chu Dương, anh căn bản không thể phản kháng lại. Còn bây giờ, Chu Dương cũng biết sự tồn tại của nhánh phụ hổ gia từ chỗ Thủy Băng Nguyệt, từ đó mới nảy sinh ý nghĩ như vậy. Nhưng nếu nói tôi chỉ đơn giản lợi dụng các ông, vậy tôi không dám đồng ý bừa. Chu Dương cười nhạt nói, sắc mặt vô cùng tự tin. Tôi hợp tác với các ông, đều có lợi cho hai bên chúng ta. Ồ, muốn hợp tác với chúng tôi, lợi dụng sức mạnh của chúng tôi, tranh đấu với người của nhánh chính Hứa gia, sao có thể hoàn toàn có lợi cho hai bên được chứ, tôi muốn nghe xem cậu nói thế nào. Hứa Nguy giễu cợt nhìn Chu Dương, khóe miệng khẽ nhếch lên, hiển nhiên ông ta muốn nghe Chu Dương giải thích. Suy cho cùng, Hứa Nguy không cho rằng chuyện này có lợi hoàn toàn với cả hai bên. Không chỉ Hứa Nguy, Hứa Nhiên, Hổ Gia, còn có Hứa Phong Lực, và Hứa Phong Phàm, đều hứng thú liếc nhìn Chu Dương, muốn nghe anh nói gì. Phù! Hít một hơi thật sâu, Chu Dương biết, mình nhất định phải thuyết phục mấy người Hứa Nguy, bằng không những kế hoạch và sự chuẩn bị mà anh đang làm đều trở nên vô nghĩa. Đầu tiên, đối đầu với người của nhánh chính Hứa Gia. Gia nhập lại Hứa gia trở thành nhánh chính là nguyện vọng của các ông, cũng là sự chuẩn bị mà các ông đang âm thầm làm trong nhiều năm trở lại đây. Bây giờ tôi tìm các ông hợp tác, cũng chỉ là thuận theo tình thế mà thôi. Thứ hai, hợp tác với tôi, không có nghĩa các ông sẽ bị lộ ra ngoài, để người của nhánh chính Hứa gia biết đến sự tồn tại của các ông. Ngược lại, hợp tác với tôi còn có thể trở thành lá chắn của các ông, một quân cờ che chắn tầm nhìn với người của nhánh chính Hứa gia. Để tôi ra mặt, giao đấu chính diện với người của nhánh chính Hứa gia tất nhiên sẽ không đưa toàn bộ thực lực ra đối phó với tôi, lúc này, các ông có thể từ trong đó liên tục càn quét sức mạnh trọng yếu của nhánh chính Hứa gia. Đợi sức mạnh chủ đạo của nhánh chính Hứa gia bị tiêu diệt một phần, tôi sẽ phát động cuộc tấn công cuối cùng với Hứa gia, một trận tiêu diệt nhánh chính, còn các ông có thể trà trộn vào trong đó, thành công cướp lấy địa vị nhánh chính Hứa gia. Có thể nói, trong toàn bộ chuyện này, các ông không cần mạo hiểm nhiều, ngược lại, chỉ cần cử đủ tông sư võ giả trợ giúp cho tôi, nếu thua, dựa vào thực lực của tông sư võ, muốn rút lui cũng không phải chuyện khó, huống hồ chúng ta đã có sự chuẩn bị, nếu thắng, các ông làm chủ Hứa gia, đạt được tâm nguyện nhiều năm. Huống hồ, từ cuộc nội chiến mười mấy năm trước của Hứa gia cho đến nay, Đông Hải đã không còn tin tức nào của các ông, lẽ nào các ông không muốn xuất hiện? Để cho người Đông Hải biết thân phận thật sự của mình, mà vẫn muốn lẩn trốn ở đây, làm con rùa rụt đầu sao? Từng câu từng chữ của Chu Dương đều liệt kê ra những lợi ích mà cả hai bên đạt được. Chu Dương nói những điều này, không phải chiến thắng hai bên do một mình anh công nhận, mà mang đầy lợi ích cho nhánh phụ của Hứa Nguy. Chu Dương đã mất gần nửa giờ đồng hồ để liệt kê ra nhiều lợi ích. Không biết thế này, đã đủ chưa? Chu Dương trầm giọng nói, ánh mắt sáng rực nhìn hai người Hứa Nguy và Hứa Nhiên. Mặc dù Chu Dương cho rằng mình nói không sai, nhưng xét cho cùng, vẫn cần Hứa Nguy gật đầu mới được coi là bọn họ đồng ý. Còn bây giờ, thành công hay thất bại đều ở trong một câu của Hứa Nguy. Trong chốc lát, bầu không khí trong phòng làm việc trở nên nghiêm túc. Vẻ mặt Chu Dương nghiêm nghị, Ngưu Xuyên và Chu Phong cũng đang ngồi nghiêm túc. Còn mấy người bên Hứa Nguy đang suy nghĩ cẩn thận lời của Chu Dương nói vừa nãy, lông mày không ngừng nhíu lại, có vẻ bồn chồn lo lắng. Từng giây từng phút trôi qua, vừa đủ 10 phút, Hứa Nguy nhìn Chu Dương với nụ cười sâu xa. Thấy vậy, trong lòng Chu Dương đột nhiên thả lỏng. Anh biết, mình đã thuyết phục được Hứa Nguy. Chương 810, 10 tông sư võ giả trước. Không tồi, Chu Dương, cậu đã thuyết phục được tôi rồi đấy. Tôi nghĩ hợp tác với cậu cũng được, ít nhất không gây tổn hại gì cho tôi. Hứa Nguy khẽ cười, nhìn Chu Dương càng thêm tán thưởng. Thật ra nghĩ kỹ lại thì Hứa Nguy cũng rất xem trọng Chu Dương. So sánh giữa hai bên thì Hứa Nguy vẫn có ưu thế hơn. Vì bên Hứa Nguy không có Chu Dương,
họ vẫn có thể tiếp tục lên kế hoạch và hành động, nhưng nếu Chu Dương không có Hứa Nguy giúp đỡ thì trong trận chiến với nhánh chính Hứa gia, nhất định anh sẽ bị thua thiệt thảm hại. Thế nên, thật ra đám người Hứa Nguy có thể ngồi vững ở vị trí. Nhưng như Chu Dương vừa mới nói, bây giờ hai bên hợp tác sẽ chỉ có lợi chứ không hề có hại. Hứa Nguy có thể mượn danh nghĩa Chu Dương để đấu với nhánh chính Hứa gia, âm thầm giúp đỡ, liên tục làm hao tổn năng lực của Hứa gia, chờ đợi thời cơ, tung lưới bắt chọn, hoàn thành nguyện vọng 10 năm nay. Còn nếu thua, Hứa Nguy không cho rằng họ sẽ thua. Thứ nhất, đã nhiều năm như vậy, việc Hứa Nguy điều tra và âm thầm xâm nhập vào bên trong nhánh chính của Hứa gia vẫn dậm chân tại chỗ. Thế nên họ cũng chỉ có thể đánh giá đại khái năng lực hiện nay của nhánh chính Hứa gia. Tuy mạnh hơn bên họ nhưng cũng có hạn chế. Nếu không Hứa Nguy cũng sẽ không đồng ý hợp tác chỉ vì mấy câu nói của Chu Dương. Vậy ý của ông là gì? Chu Dương khẽ cười nói, vẻ mặt rất thoải mái. Chúng tôi đồng ý hợp tác với cậu. Hứa Nguy quyết định dứt khoát. Bầu không khí bỗng chốc trở nên thoải mái, vui vẻ. Ha ha, đây hẳn là quyết định đúng đắn nhất của ông. Chu Dương đứng dậy, mỉm cười giơ tay ra. Hứa Nguy cũng đứng dậy trịnh trọng bắt tay với Chu Dương. Lúc này cũng xem như hai bên đã đạt được sự hợp tác chính thức và liên minh với nhau. Chí ít mối quan hệ hợp tác của họ không thể bị phá vỡ trước khi kết thúc chuyện đối đầu với nhánh chính Hứa gia. Nếu đã liên minh với nhau thì dĩ nhiên chúng ta sẽ không dè dặt điều gì. Trước tiên tôi sẽ sắp xếp một tông sư võ giả tạm thời đi theo cậu. Ban đầu bên nhánh chính Hứa gia sẽ không có động tĩnh gì quá lớn. Hứa gia đã ở ẩn mấy chục năm nay, bây giờ đột ngột xuất đầu lộ diện đã gây ra chấn động lớn cho không chỉ những người ở Đông Hải. Chưa kể đến các gia tộc lớn nhỏ ở Đông Hải, mà những tầng lớp thượng lưu ở Đông Hải e rằng cũng đã biết. Hơn nữa, các gia tộc ở những nơi khác, thậm chí các gia tộc ẩn giật khác sợ là cũng đang quan sát xem sau khi Hứa gia xuất hiện, bên ngoài sẽ có phản ứng thế nào. Hứa Nguy vẫy tay sắp xếp 10 tông sư võ giả cho Chu Dương. Bảo họ nghe theo lệnh của anh. Trong 10 tông sư võ giả này có Hứa Phong Lực và Hứa Phong Phàm. Nhưng giọng điệu của Hứa Nguy rõ ràng không được thoải mái như vậy. Hứa gia xuất đầu lộ diện, chẳng những là một cơ hội vô cùng tốt với họ mà còn là một cơ hội với nhiều người khác. Hứa Nguy nói vậy, cũng khiến Chu Dương trở nên trầm tư. Đúng vậy, Hứa gia là gia tộc ẩn giật, bây giờ xuất hiện. Vậy thì các gia tộc ẩn giật khác chắc chắn sẽ đang thầm quan sát. Thậm chí, vài gia tộc ẩn giật sẽ rút kinh nghiệm từ những chuyện Hứa gia xuất đầu lộ diện, sau đó lập ra kế hoạch cho việc xuất đầu lộ diện của gia tộc mình. Tôi nghĩ mấy ngày gần đây những người nhánh chính Hứa gia sẽ có hành động. Tôi nghe A Hổ nói cậu nhốt Hứa Du ở đây, năm đó xảy ra chuyện, tên Hứa Du này vẫn chỉ là một thanh niên mới vừa gia nhập vào con đường võ thuật. Không ngờ chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã trở thành tông sư võ giả. Điều này cho thấy thực lực hiện nay của Hứa gia khủng khiếp đến mức nào. Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng, ngoài việc những người tôi sắp xếp cho cậu là tông sư võ giả ra, tôi hiểu rất rõ người chủ chốt hiện nay của Hứa gia, ông ta là người vô cùng thận trọng, cũng là người rất kiêu ngạo. Chắc chắn họ hiểu khá rõ về cậu, do đó họ mới phái tông sư võ giả Hứa Du đến đối phó với cậu. Bây giờ thực lực cậu thể hiện ra bên ngoài ít nhất có 4 tông sư võ giả, nên lần sau tôi đoán Hứa gia sẽ phái 5 tông sư võ giả. Thế nên lần này phải dựa vào cậu rồi. Hứa Nguy cười khẽ vỗ vai Chu Dương, thành khẩn nói. Với tình hình hiện tại của nhánh chính Hứa gia, Hứa Nguy cho rằng nếu ông ta là người thứ hai hiểu rõ chuyện này thì không ai đứng thứ nhất. Thậm chí e rằng gia chủ hiện tại của nhánh chính Hứa gia cũng không hiểu rõ toàn bộ Hứa gia bằng Hứa Nguy. Đây là điều khiến Hứa Nguy tự tin và đáng để tự hào. Yên tâm đi, cứ coi như là vì bản thân thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Chu Dương nghiêm túc nói. Lần này Chu Dương đến khách sạn Huy Hoàng, có thể nói là thu hoạch về được nhiều thứ. Lúc rời khỏi khách sạn Huy Hoàng, tính cả Chu Dương, Ngưu Xuyên và Chu Phong đã có tới 13 người hầm hố cùng đi về phía Vịnh Lục Cảnh. Trong 13 người này đã có 12 người là tông sư võ giả. Nếu đưa ra so sánh, e rằng lúc này Chu Dương sẽ bỗng chốc trở thành người hùng mạnh nhất Đông Hải. Nhưng Chu Dương biết 12 tông sư võ giả này không thể đồng loạt lộ mặt. Chí ít trước khi Hứa gia phái một nhóm người đến gây phiền phức, ngoài Ngưu Xuyên,
Chu Phong, Hứa Phong Lực và Hứa Phong Phàm ra thì những người khác đều phải khiêm tốn hành động, không được lộ diện, càng không được thể hiện năng lực ra ngoài. Vịnh Lục Cảnh. Chu Dương sắp xếp cho 10 tông sư võ giả của Hứa gia ở trong khách sạn gần Vịnh Lục Cảnh, đi thẳng đến Vịnh Lục Cảnh cũng chỉ mất 10 phút. Rồi anh dẫn Ngưu Xuyên và Chu Phong đi thẳng về biệt thự Vịnh Lục Cảnh. Bắt đầu từ lúc này, Ngưu Xuyên và Chu Phong phải ở trong biệt thự để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Vịnh Lục Cảnh là khu biệt thự tương đối cao cấp, nhưng nơi này không có người có năng lực mạnh nào bảo vệ. Vì đề phòng ngộ nhỡ người bên nhánh chính Hứa gia đến thẳng biệt thự Vịnh Lục Cảnh gây chuyện, nên Chu Dương nghĩ cần phải sắp xếp 2 tông sư võ giả ở trong nhà. Hơn nữa, bà Chu biết Ngưu Xuyên và Chu Phong, nên ở chung với nhau cũng không có gì trở ngại, tương đối thoải mái. Lúc này, không khí trong đại sảnh Tô gia lại vô cùng căng thẳng. Từ lúc Tô Thế Minh và vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương trở lại, mọi người đều thấy sắc mặt hai người vô cùng khó coi, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến sắc mặt Tô Thế Minh và vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương khó coi đến vậy, như thể có ai đó đã chế nhạo họ trước mặt mọi người. Gia chủ, ông ba, rốt cuộc đã có chuyện gì? Hai người cứ mặt mày ủ rũ, chẳng nói một câu là muốn cho mọi người sốt ruột chết sao? Vệ sĩ hạng bốn Tô Trường Ca không kiên nhẫn được nữa, vẻ mặt lo lắng không ngừng đi tới đi lui trong đại sảnh. Sau khi Tô Thế Minh và Tô Nam Phương trở về, Tô Trường Ca liên tục truy hỏi chuyện hôm nay, nhưng hai người không nói một lời khiến Tô Trường Ca vô cùng lo lắng. Chương 811, phản ứng của Tô gia 1. Vốn dĩ Tô Trường Ca đã dị nghị chuyện Tô gia hợp tác với Chu Dương, bây giờ thấy sắc mặt khó coi của Tô Thế Minh và Tô Nam Phương sau khi về thì dĩ nhiên ông ta càng lo lắng hơn. Thật ra không chỉ Tô Trường Ca mà lúc này những vệ sĩ khác cũng lo lắng nhìn Tô Thế Minh và Tô Nam Phương, họ muốn biết đã xảy ra chuyện gì ở Thúy Hồ Cư. Sáng nay, lúc Tô Thế Minh và Tô Nam Phương dẫn người của Tô gia đến Thúy Hồ Cư, bọn họ chỉ ở trong sảnh Tô gia, nên lo lắng sợ Tôn gia và Đinh gia sẽ làm chuyện gì cưỡng ép Tô gia. Suy cho cùng, lần này Tô Thế Minh chỉ dẫn theo một tông sư võ giả là Tô Nam Phương. Dù Tôn gia và Đinh gia tự dẫn theo một tông sư võ giả của mình, nhưng nếu họ liên hợp lại với nhau cũng sẽ gây bất lợi cho Tô Thế Minh. Mọi người đều chăm chú quan sát Tô Thế Minh và Tô Nam Phương, muốn biết đã có chuyện gì xảy ra ở Thúy Hồ Cư. Thật không ngờ chúng ta lại bị Chu Dương lừa một vố. Tô Thế Minh không nói gì, nhưng vẻ mặt ông ta ảm đạm như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Vậy nên câu nói của Tô Nam Phương bỗng chốc thu hút ánh mắt và sự chú ý của tất cả người Tô gia. Ông ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vệ sĩ hạng hai Tô Trường Hận nghiêm túc lên tiếng. Tô Trường Hận hiểu rõ Tô Nam Phương, biết ông ta là người bình tĩnh nhất trong Tô gia, gặp chuyện gì cũng có suy nghĩ và phán đoán riêng, không dễ nổi giận. Lần này từ Thúy Hồ Cư trở về, sắc mặt Tô Thế Minh khó coi thì đã đành, nhưng Tô Nam Phương cũng vậy, không thể không khiến Tô Trường Hận suy nghĩ sâu xa. Lúc ở Thúy Hồ Cư đã xảy ra chuyện gì? Vệ sĩ hạng hai Tô Trường Hận dứt lời, sắc mặt Tô Nam Phương càng trở nên u ám, nhưng vẫn nhỏ giọng kể lại chuyện ở Thúy Hồ Cư. Thái độ của Tôn gia và Đinh gia rất rõ ràng, nhưng ngặt một nỗi tên nhóc Chu Dương kia hôm nay bỗng dẫn theo bốn tông sư võ giả nên gia chủ quyết định hợp tác với họ. Chúng tôi vốn nghĩ trước đây Chu Dương nói có xích mích với Hứa gia, lần này muốn hợp tác với Tô gia chúng gia, chẳng qua là giống chủ trương của Tôn gia. Lúc đó có lẽ ba bên chúng tôi có thể liên hợp lại với nhau thì lúc đối đầu với Hứa gia cũng sẽ dễ dàng hơn. Tô Nam Phương dừng lại một lát, ngẩng đầu lên nhìn mọi người rồi nói tiếp. Nhưng tôi cũng không ngờ dã tâm của tên nhóc Chu Dương kia hoàn toàn không phải đơn giản chỉ là đấu với Hứa gia, mưu cầu lợi ích như Tôn gia. Dứt lời, Tô Nam Phương đập mạnh nắm đấm xuống bàn, khí thế của tông sư võ giả tức khắc bộc phát, chiếc bàn gỗ vững chắc lập tức nứt ra bốn phía từ chỗ nắm đấm của ông ta. Sao vậy, ông ba, ông kể hết một lượt luôn đi. Tô Trường Hận hơi bất mãn, hận không thể trực tiếp mở đầu Tô Nam Phương ra xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Tên nhóc Chu Dương kia không chỉ muốn đơn giản đấu đá với Hứa gia, mà muốn tiêu diệt Hứa gia. Tô Nam Phương căm hận nói, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Ông ta có lý do để tức giận như vậy. Chu Dương không bàn trước với họ mà anh tự ý nói ra ở trước mặt bao nhiêu người như vậy.
hơn nữa rất nhiều người trong đó muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Hứa gia. Do đó Hứa gia sẽ biết những gì Chu Dương nói, đến lúc đó Hứa gia nhất định sẽ điên cuồng đả kích Chu Dương, mà Tô gia lại có mối quan hệ hợp tác với Chu Dương nên tất nhiên cũng sẽ nằm trong phạm vi công kích của Hứa gia. Điều này đồng nghĩa với việc Chu Dương muốn kéo Tô gia cùng rơi xuống nước. Tô Nam Phương biết rất rõ năng lực của gia tộc ẩn giật như Hứa gia hoàn toàn không phải con tôm con tép. Chưa nói đến việc hợp tác giữa Tô gia với Chu Dương, dù có thêm Tôn gia và Đinh gia vào thì cũng chẳng là gì trước mặt Hứa gia. Chu Dương làm như vậy chẳng khác nào kéo Tô gia họ cùng xuống biển lửa, khiến Tô gia rơi vào tình thế nguy hiểm. Cậu ta không thành tâm muốn hợp tác với Tô gia chúng ta, mà chỉ xem chúng ta như kẻ ngốc, kéo theo chúng ta nghênh chiến trực diện với Hứa gia. Tô Nam Phương nói xong, cả đại sảnh bỗng rơi vào yên lặng. Ngoài Tô Thế Minh đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì, những người khác đều há hốc mồm nhìn Tô Nam Phương. Không chỉ vệ sĩ hạng nhất, hạng 2, hạng 4 mà thậm chí ngay cả Tô Vĩ cũng ngơ ngẩn, cậu ta không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy ở Thúy Hồ Cư. Đặc biệt là Chu Dương lại muốn tiêu diệt Hứa gia, chứ không phải chỉ gây phiền phức cho Hứa gia. Tiêu diệt Hứa gia. Hứa gia là gia tộc ẩn giật, đừng nói đến một Chu Dương nhỏ bé, dù toàn bộ các gia tộc lớn nhỏ ở Đông Hải hợp lực lại với nhau cũng không dám nói mấy lời như vậy. Chu Dương sao dám nói vậy chứ? Chuyện này không thể nào, Chu Dương tuyệt đối không phải là người không biết trời cao đất dày như vậy. Tiêu diệt Hứa gia là chuyện không thể nào, chắc chắn Chu Dương không thể nói như vậy. Bố nói gì đi? So với những người khác, Tô Vĩ không thể chấp nhận chuyện này. Trong ấn tượng của cậu ta, Chu Dương tuyệt đối không phải là người không biết trời cao đất dày, biết rõ không thể mà lại nhất quyết làm, không phải là tác phong làm việc của Chu Dương. Nhưng theo những gì Tô Nam Phương vừa nói, nhất là chuyện Chu Dương nói muốn tiêu diệt Hứa gia. Với Tô Vĩ thì đây là do Tô Nam Phương không thích Chu Dương nên cố ý nói vậy để thuyết phục các vệ sĩ khác từ chối chuyện Tô gia hợp tác với Chu Dương. Vì vậy Tô Vĩ chăm chú nhìn Tô Thế Minh. Cậu ta đặt hết mọi hy vọng vào Tô Thế Minh, muốn Tô Thế Minh nói mọi chuyện đều không phải cho Chu Dương nói, mà là Tô Nam Phương cố ý bịa đặt. Phản ứng của Tô Vĩ khiến không ít vệ sĩ hơi bất ngờ. Dù sao Tô Vĩ là con trai duy nhất của Tô Thế Minh, có thể nói là gia chủ tương lai của Tô gia, sau này Tô gia sẽ là của cậu ta. Nên trong các vệ sĩ vẫn có không ít người cực kỳ xem trọng Tô Vĩ. Nhất là sự hiểu biết của cậu ta về Chu Dương. Những người ngồi ở đây không ai hiểu rõ Chu Dương hơn cậu ta. Thế nên lời của Tô Vĩ vẫn có giá trị tham khảo. Đặc biệt là vài vệ sĩ không thích vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương, lúc này ánh mắt nhìn Tô Nam Phương đã có phần khó chịu, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Những gì Tô Nam Phương nói đều là sự thật, quả thật Chu Dương đã nói muốn tiêu diệt Hứa gia. Hơn nữa còn nói ở trước mặt mấy người đại diện của các gia tộc lớn nhỏ ở Đông Hải, Tôn Càn Khôn của Tôn gia, Đinh Chính Nghĩa của Đinh gia đều nghe thấy hết. Câu nói nhẹ nhàng của Tô Thế Minh khiến cả đại sảnh rơi vào yên lặng, mọi người đều câm như hến. Ngay cả các vệ sĩ vừa nãy nghi ngờ Tô Nam Phương lúc này cũng trở nên trầm mặc. Mặc dù Tô Vĩ nghi ngờ những điều này nhưng chính miệng gia chủ Tô Thế Minh đã nói như vậy, nhất là chuyện Tôn gia và Đinh gia cũng nghe thấy lời này, vậy thì tất nhiên chuyện này không thể nào là giả được. Chương 812, phản ứng của Tô gia 2. Ôi, không ngờ Chu Dương đó nhìn có vẻ không tầm thường, mà cũng lại là một kẻ tự cho mình là siêu phàm, căn bản không biết trời cao đất dày. Đúng vậy, có thể cậu ta còn chẳng biết rõ sự tồn tại của Hứa gia là như thế nào nữa. Người không biết thì không sợ, nghe mới sinh không sợ cọp, cậu ta chính là loại người này. Vậy Tô gia chúng ta phải làm sao? Chu Dương điên nhưng Tô gia chúng ta không thể nào điên cùng cậu ta chứ, nếu Hứa gia phản kích, Tô gia chúng ta căn bản không thể chống đỡ được bao lâu. Đúng vậy, xem ra chúng ta phải tuyên bố với bên ngoài, phủ nhận việc có quan hệ hợp tác với Chu Dương. Gia chủ, ông lên tiếng đi, chúng tôi sẽ theo sự sắp xếp của ông, có lẽ người của những gia tộc khác sẽ hiểu cho chúng ta. Đúng vậy, gia chủ, mau quyết định đi. Nói không chừng đến lúc nào đó Hứa gia biết được tin tức, chỉ sợ chúng ta muốn phủi sạch quan hệ cũng không còn kịp nữa. Trong chốc lát, các vệ sĩ đều bàn luận sôi nổi, ai nấy đều căm phẫn, giống như Chu Dương đã làm chuyện gì kinh thiên động địa, có lỗi với bọn họ,
khuôn mặt họ đỏ bừng, tràn đầy tức giận, hận không thể bắt Chu Dương lại dạy dỗ một trận nhớ đời. Bố, mọi người. Sắc mặt Tô Vĩ cũng đỏ bừng, cậu ta muốn biện hộ cho Chu Dương, nhưng lời vừa đến khóe miệng, nhìn thấy phản ứng của mọi người xung quanh thì lập tức không nói nên lời nữa. Rất rõ ràng, lúc này Tô Vĩ cũng đã ý thức được. Đúng là Chu Dương đã nói tiêu diệt Hứa gia. Nếu không thì vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương và Tô Thế Minh sẽ không vô cớ chửi rủa Chu Dương. Hơn nữa, theo lời của Tô Thế Minh, đại diện của mười mấy gia tộc lớn nhỏ đều nghe thấy, Tôn Càn Khôn của Tôn gia, Đinh Chính Nghĩa của Đinh gia đều có mặt, lời đã nói dĩ nhiên không thể nào là giả, cũng sẽ không có nhiều gia tộc cùng đồng lòng vu oan cho Chu Dương. Điều này khiến Tô Vĩ khá khó chịu và bức bối. Trong ấn tượng của cậu ta, Chu Dương tuyệt đối không phải một người ngông cuồng như vậy. Mặc dù lúc ở Tương Tây, Chu Dương biểu hiện vẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng đều dựa trên cơ sở anh có sức khống chế tuyệt đối với sự việc. Bây giờ, Chu Dương đối diện với gia tộc ẩn giật Hứa gia, chỉ một Hứa gia đã mạnh hơn rất nhiều so với năm đại gia tộc ở Tương Tây cộng lại. Đây tuyệt đối không phải là chuyện một mình Chu Dương có thể giải quyết được. Thậm chí, ngay cả khi Chu Dương và Tô gia đã hợp tác, cũng không thể trở thành đối thủ của Hứa gia. Đúng là Chu Dương chính miệng nói, bố không cường điệu chút nào. Tô Thế Minh nhìn con trai mình, trong lòng cũng thất vọng không ít. Ông ta tưởng rằng Chu Dương là một người không tồi, là một người có năng lực, để con trai mình Tô Vĩ đi theo sau Chu Dương một khoảng thời gian, ít nhất sẽ khiến Tô Vĩ tiến bộ không ít. Nhưng cuối cùng, Chu Dương lại ngông cuồng như vậy, khiến Tô Thế Minh hết sức thất vọng. Nếu Chu Dương luôn như vậy, thì trước đây Tô Vĩ theo cậu ta có thể học được gì? Gia chủ, bây giờ chúng ta phải quyết định nên đối đáp thế nào, trước đây ở Thúy Hồ Cư, chúng ta đã thừa nhận quan hệ hợp tác với Chu Dương, nhưng Chu Dương lại phát ngôn bừa bãi như vậy, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng phủi sạch quan hệ hợp tác, để Hứa gia không nảy sinh hiểu lầm. Tô Nam Phương với tư cách là vệ sĩ đã tự mình trải qua chuyện xảy ra hôm nay ở Thúy Hồ Cư, lúc này trong lòng đầy lo lắng. Nếu để chuyện này ngày càng truyền ra xa, Hứa gia biết được thì sẽ nảy sinh hiểu lầm, lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng. Ít nhất là Tô gia không thể gánh vác nổi. Đúng vậy, gia chủ, bây giờ chúng ta hãy mau chóng đưa ra thông báo, giải thích rõ ràng, ít nhất không thể để Hứa gia hiểu lầm chúng ta được. Đúng vậy, gia chủ, ông lên tiếng đi, chuyện này không thể kéo dài, càng kéo dài thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng, giải quyết sớm cũng có thể yên tâm hơn. Gia chủ, tôi đi chuẩn bị ngay. Đám vệ sĩ ồn ào kêu lên, thậm chí có người đã làm ra vẻ sắp bước ra ngoài chuẩn bị phủi sạch quan hệ hợp tác giữa Chu Dương và Tô gia. Đợi đã. Nhưng người kia vẫn chưa ra khỏi sảnh, Tô Thế Minh đã quát dừng lại. Tô Thái khó khăn xoay người lại, nhìn Tô Thế Minh với vẻ mặt thay đổi. Gia chủ, ông còn do dự gì vậy, lẽ nào ông thật sự cho rằng tên Chu Dương tự cho mình là đúng kia thật sự có thể tiêu diệt Hứa gia sao? Tô Thái nghiến răng nói, trong giọng nói tràn đầy sự khinh thường. Trước đây Chu Dương đến Tô gia, bày tỏ ý muốn hợp tác với Tô gia, Tô Thái vô cùng khinh bỉ. Chu Dương chỉ là một thằng nhóc chưa mọc hết lông tơ. Sao lại dám tự tin khiêu chiến với Hứa gia? Cho dù lúc đó bên cạnh cậu ta có hai tông sư võ giả, bây giờ lại có thêm hai người nữa, tổng cộng có bốn tông sư võ giả thì sao chứ? Tô gia cũng có bốn tông sư võ giả, nhưng so với Hứa gia, bất kể là Chu Dương hay Tô gia, thậm chí là liên hợp lại với nhau, cũng không thể so sánh với Hứa gia. Bằng không, Hứa gia dựa vào cái gì để làm gia tộc ẩn giật? Dựa vào điều gì để có thể vượt lên trên đa số gia tộc hạng nhất, được vạn người kính trọng, ngưỡng mộ và sợ hãi? Chẳng lẽ Hứa gia cũng giống với Chu Dương, vẻn vẹn chỉ dựa vào mấy lời nói suông, lời nói không có căn cứ là có thể khiến người khác sợ hãi sao? Đây là chuyện không thực tế. Đúng vậy, gia chủ, chúng ta không thể tin tưởng lời nói của thằng nhóc Chu Dương kia. Cậu ta có sức mạnh gì mà dám khiêu chiến với Hứa gia? Tôi thấy cậu ta không có ý đồ tốt đẹp gì, muốn Tô gia chúng ta chịu tội thay. Gia chủ, nếu chúng ta không mau chóng đưa ra thông báo giải thích rõ ràng, rất có thể Hứa gia sẽ tìm chúng ta để gây phiền phức,
đến lúc đó chúng ta sẽ thật sự không còn đường lui. Lời của Tô Thái cũng khiến không ít vệ sĩ hùa theo. Tứ đại vệ sĩ, ngoại trừ vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương luôn mang vẻ mặt phẫn nộ, thì ba vệ sĩ khác tuy sắc mặt cũng không dễ chịu gì, nhưng vẫn chưa bày tỏ thái độ. Cộng thêm, Tô Thế Minh vẫn chưa bày tỏ thái độ, trong đại sảnh thoáng chốc rơi vào cục diện kỳ quái. Phần đông vệ sĩ theo phe của vệ sĩ hạng ba, dưới sự gào thét của Tô Thái, dứt khoát muốn phủi sạch quan hệ hợp tác giữa Tô Gia và Chu Dương, tránh việc sau khi Hứa Gia biết được, sẽ tiến đánh trả thù Tô Gia. Nhóm người còn lại theo phe Tô Thế Minh và ba vệ sĩ kia, bọn họ không bày tỏ thái độ, tuy nhiên vẻ mặt cũng rất tức giận và đầy thâm ý. Tô Thế Minh không biết ba vệ sĩ kia nghĩ như thế nào. Nhưng trong lòng Tô Thế Minh lại có một suy nghĩ khác. Tuy trước đó ông ta vô cùng bất mãn với cách làm này của Chu Dương, cho rằng Chu Dương lừa gạt Tô Gia, cưỡng ép Tô Gia trói lên xe chiến đấu, muốn kéo Tô Gia bọn họ xuống nước. Nhưng sau khi quay về, Tô Thế Minh suy nghĩ kỹ lại, nhất là sau khi con trai Tô Vĩ mở lời, Tô Thế Minh càng suy nghĩ sâu hơn đến nhiều phương diện một lần nữa, cuối cùng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đúng vậy, một người trẻ tuổi như Chu Dương, chưa đến 30 tuổi thì lấy đâu ra tự tin để nói những lời như vậy. Chương 813, quyết định của Tô Thế Minh. Sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn vào vấn đề đó. Họ cho rằng Chu Dương trẻ tuổi như vậy, không thể nào có sức mạnh, nói cách khác, anh nói ra như vậy chẳng qua chỉ là đang khoác lác, ngông cuồng tự cao mà thôi. Nhưng trong lòng Tô Thế Minh khẽ dao động, đổi sang một lối suy nghĩ khác. Ngộ nhỡ, Chu Dương nói vậy bởi vì cậu ta thật sự có sức mạnh thì sao? Bởi vì Chu Dương có đầy đủ sức mạnh, cho nên cậu ta mới dám nói ra chuyện muốn tiêu diệt Hứa Gia ở trước mặt nhiều người như vậy. Dĩ nhiên sức mạnh của Chu Dương đến từ thực lực tuyệt đối của cậu ta. Thực lực tuyệt đối đến từ đâu? Bốn tông sư võ giả bên cạnh cậu ta sao? Trong bốn tông sư võ giả kia, một người trẻ tuổi nhất là Ngưu Xuyên, Tô Thế Minh đã biết từ lâu, còn Chu Phong đã đến cùng Chu Dương và Ngưu Xuyên vào lần trước khi Chu Dương đến Tô Gia bàn chuyện hợp tác. Về phần hai tông sư võ giả còn lại, trước đây Tô Thế Minh chưa từng gặp, thậm chí trong mấy chục năm qua ở Đông Hải cũng chưa từng thấy. Đông Hải nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng tông sư võ giả bất kể ở nơi nào cũng là sự tồn tại vô cùng quan trọng, đối với bất kỳ gia tộc nào cũng rất quý hiếm. Gia tộc bình thường có được một tông sư võ giả bảo vệ đã có thể phát triển rất nhanh, ít nhất cũng sẽ trở thành gia tộc hạng hai ở địa phương. Nếu số lượng tông sư võ giả trong một gia tộc vượt qua hai, thì sẽ có khả năng trở thành gia tộc hạng nhất. Còn về số lượng tông sư võ giả trong gia tộc ẩn giật, không gia tộc nào ít hơn 20. Nói cách khác, Chu Dương có thể khiêu chiến với Hứa Gia, thậm chí nói ra câu tiêu diệt Hứa Gia, vậy thì số lượng tông sư võ giả mà Chu Dương có thể dùng, tuyệt đối không ít hơn 20 người. 20 tông sư võ giả. Nhiều tông sư võ giả như vậy, một khi điều động, thì sẽ có động tĩnh không thể che giấu được ở Đông Hải. Nhưng cho đến nay, đừng nói Tô Gia của ông ta, đến cả Tôn Gia và Đinh Gia cũng không hề hay biết gì. Do đó tình huống như vậy chỉ có hai khả năng. Một là Chu Dương căn bản không có sức mạnh gì, cậu ta nói như vậy hoàn toàn là làm sằng làm bậy. Hai là Chu Dương có thủ đoạn không ai biết, che giấu được sự thăm dò của tất cả mọi người, có hơn 20 tông sư võ giả, chuẩn bị đối phó với Hứa Gia, một lần hành động tiêu diệt toàn bộ Hứa Gia. Nghĩ tới đây, trong đầu Tô Thế Minh thoáng chốc hiện lên hai tông sư võ giả khác ở bên cạnh Chu Dương. Hứa Phong Lực và Hứa Phong Phàm. Dĩ nhiên Tô Thế Minh không biết hai tông sư võ giả kia tên gì, nhưng từ trên người bọn họ, Tô Thế Minh có cảm giác khá quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lúc này chưa thể nhớ ra. Càng nghĩ theo hướng này, trong lòng Tô Thế Minh lại càng kích động. Ngộ nhỡ Chu Dương thật sự có sức mạnh thì sao? Vậy Chu Dương nói tiêu diệt Hứa Gia là có xác suất rất lớn, nếu Tô Gia và Chu Dương hợp tác, vậy thì sau khi tiêu diệt Hứa Gia, lợi ích Tô Gia có thể có được là thứ mà người bình thường không dám tưởng tượng đến. Cái gọi là phải mạo hiểm mới có được phú quý, thời điểm này Tô Thế Minh mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
sắc mặt Tô Thế Minh trở nên u ám, trông có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Những người khác nhao nhao nhìn Tô Thế Minh, đợi ông ta đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lòng mọi người đang treo một tảng đá lớn, như thể một câu nói của Tô Thế Minh sẽ khiến tảng đá lớn này nặng nề rơi xuống, khiến bọn họ bị thương. Cứ làm như thế này. Đột nhiên, Tô Thế Minh hùng dữ đấm mạnh lên mặt bàn, khuôn mặt lộ ra vẻ dứt khoát. Mọi người cũng lập tức căng thẳng, nhìn Tô Thế Minh với vẻ mặt thấp thỏm và bất an. Khuôn mặt Tô Nam Phương và Tô Thái càng hiện lên sự lo lắng, bọn họ có thể nhìn thấy thần sắc không giống với tưởng tượng của bọn họ từ trên mặt Tô Thế Minh. Trước tiên đừng làm gì cả, tạm thời duy trì sự hợp tác giữa Tô gia chúng ta và Chu Dương, đừng nói lung tung gì với bên ngoài đồn đại thế nào chúng ta cũng không cần quan tâm, tôi cần nói chuyện cẩn thận với Chu Dương. Tô Thế Minh trầm giọng nói. Lúc này, toàn bộ đại sảnh bỗng chốc yên tĩnh, tất cả mọi người đều há hốc miệng không nói nên lời. Mọi người đều không ngờ cuối cùng Tô Thế Minh lại nói ra những lời này. Tạm thời không làm gì cả, cứ duy trì quan hệ hợp tác giữa Tô gia và Chu Dương. Đây là ý gì? Tô Thế Minh còn có ý nghĩ để Tô gia và Chu Dương hợp tác, lẽ nào ông ta không lo lắng lời nói của Chu Dương chọc giận Hứa gia sẽ tìm tới tận cửa sao? Gia chủ, không được. Gia chủ, ông đang đặt Tô gia ở vị trí nào? Hợp tác với Chu Dương, lẽ nào gia chủ muốn đặt Tô gia ở dưới cơn thịnh nộ của Hứa gia sao? Đúng vậy, rốt cuộc Chu Dương kia có gì khiến gia chủ coi trọng như vậy, đến cả lời như vậy mà cậu ta cũng dám nói ra, mà gia chủ không chỉ không phủi bỏ quan hệ của Tô gia và Chu Dương, ngược lại còn muốn bàn bạc cẩn thận với cậu ta. Đúng vậy, có gì phải bàn đâu, mau chóng đưa ra tuyên bố giải thích về quan hệ của Tô gia chúng ta và Chu Dương mới là điều quan trọng nhất. Nếu Hứa gia tức giận, Tô gia chúng ta lấy cái gì để chống đỡ, chẳng lẽ chỉ dựa vào một câu muốn tiêu diệt Hứa gia của Chu Dương sao? Thoáng chốc, rất nhiều vệ sĩ trong đại sảnh bắt đầu nổi giận, ai cũng tràn đầy phẫn nộ, phản đối quyết định của Tô Thế Minh. Giống như nếu làm theo lời của Tô Thế Minh, thì Tô gia rất nhanh sẽ tan thành mây khói, không thể tồn tại dưới cơn thịnh nộ của Hứa gia. Thậm chí, nếu bây giờ Tô gia không lập tức đưa ra tuyên bố giải thích quan hệ của Tô gia và Chu Dương sẽ có ảnh hưởng vô cùng bất lợi đối với Tô gia. Đủ rồi. Tô Thế Minh yên lặng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của mọi người, lắng nghe lời phản đối của họ. Nhưng dù sao Tô Thế Minh cũng là gia chủ của Tô gia, ông ta đã đưa ra quyết định thì dĩ nhiên không cho phép những người khác phản đối quyết định của mình. Gia chủ, ông làm như vậy đã nghĩ đến hậu quả chưa? Những người khác bị Tô Thế Minh quát mắng, lập tức trở nên yên tĩnh. Nhưng Tô Nam Phương là vệ sĩ hạng 3, thêm việc bản thân còn là một tông sư võ giả, còn là bề trên của Tô Thế Minh, có quyền cao chức trọng ở Tô gia. Người khác không dám phản đối Tô Thế Minh, nhưng Tô Nam Phương lại không quan tâm. Bây giờ ông ta chỉ muốn nhanh chóng kéo Tô gia ra khỏi vòng xoáy này. Nếu không, lần này, rất có thể Tô gia sẽ bại trong tay Tô Thế Minh, đây là điều Tô Nam Phương tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Tô Nam Phương, tôi là gia chủ Tô gia, quyết định của tôi chính là quyết định của Tô gia, lẽ nào ông muốn phản đối sao? Vẻ mặt Tô Thế Minh nghiêm trọng, nhìn Tô Nam Phương, trầm giọng nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Lần này, Tô Thế Minh không chỉ khiến những vệ sĩ khác sửng sốt, mà cũng khiến Tô Nam Phương ngây người. Ở Tô gia, Tô Thế Minh luôn có biểu hiện vô cùng ôn hòa, bất kể đối với chuyện gì, từ trước đến nay cũng khá nhẹ nhàng, cách xử sự cũng vô cùng hào phóng điềm đạm, rất ít khi tức giận với người khác. Vì vậy đa số vệ sĩ Tô gia còn tưởng tính cách Tô Thế Minh như vậy, cho nên vào những lúc Tô gia bàn chuyện, bọn họ đều vô cùng mạnh bạo. Hôm nay, Tô Thế Minh đột nhiên thể hiện quyền lực mạnh mẽ, thậm chí cho dù là đối diện với Tô Nam Phương, Tô Thế Minh cũng không hề chùn bước. Quả thực đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Chương 814, tranh luận. Từ trước tới giờ, sự tồn tại của Tô Thế Minh ở trong Tô gia đều không mạnh. So với Tôn gia hay Đinh gia, sức ảnh hưởng của Tô Thế Minh ở Tô gia kém xa so với Tôn Càn Khôn và Đinh Chính Nghĩa. Nên nhiều vệ sĩ luôn nghĩ rằng Tô Thế Minh là một người khá hiền lành, yết ớt.
nhưng những gì mà Tô Thế Minh vừa xử sự quả thật đã khiến mọi người một phen khiếp sợ. Không ai nghĩ một gia chủ luôn hiền hòa giờ đây lại vô duyên vô cớ phản bác lại vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương khi mà hầu hết mọi người đều đã thống nhất. Nên biết, Tô Nam Phương không những là người của Tô gia, là bề trên của Tô Thế Minh, mà ông ta còn là một tông sư võ giả, có sức ảnh hưởng rất lớn trong Tô gia. Rất nhiều chuyện trong Tô gia đều do Tô Nam Phương xử lý. Tuy Tô Nam Phương chỉ là vệ sĩ hạng ba, nhưng quyền lực trong Tô gia mà ông ta nắm giữ không phải ai cũng có thể tưởng tượng được. Ít nhất, một mình Tô Nam Phương có thể mắng chửi vệ sĩ hạng hai Tô Trường Hận và vệ sĩ hạng bốn Tô Trường Ca, khiến họ không nói được gì. Nhưng hiện giờ, Tô Nam Phương lại bị Tô Thế Minh phản lại. Bỗng chốc, mọi người đều im lặng, không dám nói câu gì. Nói đùa như này, nếu ngay cả Tô Nam Phương mà ông ta cũng dám chửi mắng, vậy thì bọn họ chẳng là cái thá gì. Nếu như khiến Tô Thế Minh không vui, có thể ông ta sẽ đuổi hết đám vệ sĩ không phải tông sư võ giả như họ ra khỏi Tô gia. Khuôn mặt Tô Nam Phương đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tô Thế Minh, lồng ngực nhấp nhô. Ông ta thật sự đã tức giận. Tô Nam Phương không ngờ có ngày ông ta lại bị Tô Thế Minh mắng nhiếc như vậy ở trước mặt tất cả vệ sĩ trong Tô gia, đúng là không cho ông ta chút thể diện nào. Chuyện này khiến ông ta không thể chịu nổi. Rõ ràng ông ta luôn một lòng nghĩ cho Tô gia, không muốn Tô gia dính líu đến Chu Dương sớm kẻo lại đắc tội với Hứa gia, bị Hứa gia trả thù, từ đó gia tộc bị diệt vong. Nhưng thái độ của gia chủ Tô Thế Minh như vậy đã khiến ông ta vô cùng tức giận. Thậm chí Tô Nam Phương còn muốn lao tới, một quyền phế bỏ Tô Thế Minh, rồi lại tìm một người trong Tô gia tiếp nhận vị trí gia chủ này. Thế nhưng Tô Nam Phương đã nhịn, không phải ông ta không muốn ra tay, mà là ông ta không thể làm vậy. Tuy Tô Nam Phương là bề trên của Tô Thế Minh, nhưng vệ sĩ hạng nhất Tô Nam Thiên cũng là bề trên của ông ta, hơn nữa mối quan hệ huyết thống giữa họ còn thân cận hơn cả Tô Nam Phương. Mà thực lực của Tô Nam Thiên còn mạnh hơn cả Tô Nam Phương, dù Tô Nam Phương có làm gì Tô Thế Minh, Tô Nam Thiên cũng có thể cản lại. Có vệ sĩ hạng nhất Tô Nam Thiên ngồi ngay dưới Tô Thế Minh thì chẳng ai có thể uy hiếp nổi ông ta ở đây. Gia chủ, ý ông là sao? Chẳng lẽ tôi không thể nghĩ cho Tô ra sao? Tô Nam Phương đang gắng kìm nén cơn giận, cảm thấy tất cả mọi người ở đây đều không ai hiểu được ý tốt của ông ta, trong lòng đau khổ vô cùng. Tôi biết vệ sĩ hạng ba là muốn tốt cho Tô gia, nhưng khi mọi chuyện chưa rõ ràng, tốt nhất ông đừng làm gì cả, đợi tôi bàn bạc xong với Chu Dương, tôi sẽ nói lý do cho các ông. Nhớ lấy, đây là mệnh lệnh, nếu ai dám chống lại, tôi sẽ đuổi thẳng người đó ra khỏi Tô gia. Tô Thế Minh nói chắc như đinh đóng cột, giọng điệu vô cùng kiên định. Mọi người bỗng rùng mình, ánh mắt nhìn Tô Thế Minh cũng trở nên thận trọng. Họ biết Tô Thế Minh nói thật. Nếu có người dám làm trái ý ông ta, để ông ta xử lý chắc chắn sẽ không nương tay. Thậm chí, nay ông ta chửi Tô Nam Phương là muốn cho họ thấy để họ biết rõ. Ngay cả vệ sĩ hạng ba như Tô Nam Phương mà ông ta còn dám quát tháo thì những người có thân phận và thực lực kém Tô Nam Phương cũng chẳng là gì trong mắt ông ta. Tô Thế Minh nói xong, nhìn mọi người một lượt rồi mới rời khỏi đại sảnh. Tô Vĩ thấy Tô Thế Minh rời đi liền chạy theo, với cậu ta. Chu Dương không phải một người kiêu ngạo, nếu anh đã nói như vậy ở Thúy Hồ Cư, chắc hẳn là có nguyên do của anh. Tô Vĩ quyết định nói cho Tô Thế Minh biết suy nghĩ của cậu ta, để ông ta không hiểu lầm Chu Dương. Còn ở trong đại sảnh, tuy Tô Thế Minh đã đi khỏi, nhưng chưa một vệ sĩ nào rời đi. Ánh mắt của mọi người đều lướt qua coi biểu cảm của vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương. Họ nhìn về Tô Nam Phương với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tiếc nuối có. Vui mừng có, coi thường có, căm hờn cũng có. Đủ cung bậc cảm xúc. Vệ sĩ hạng ba, ông. Tô Thái do dự, cắn răng đi tới bên Tô Nam Phương, khẽ nói. Anh ta muốn động viên Tô Nam Phương, dù gì trước kia Tô Nam Phương cũng rất quan tâm anh ta, nếu giờ anh ta không làm gì thì cũng không hợp lẽ và sẽ là kẻ vong ân phụ nghĩa. Tôi không sao, cậu đi trước đi, tôi muốn yên tĩnh một lúc. Tô Nam Phương khẽ nói, giọng nhẹ nhàng vô cùng, như thể đã nhìn thấu mọi chuyện, lòng nguội lạnh như tro. Tô Thái đang định nói gì đó, nhưng mở miệng thở dài một cái, rồi rời đi. Tô Thái rời đi đầu tiên giống như mở ra một chiếc cửa vậy,
những vệ sĩ khác cũng nhao nhao ra khỏi đại sảnh. Ở trong đại sảnh bọn họ chỉ cảm thấy áp lực, ra khỏi đại sảnh, hít thở không khí trong lành bên ngoài mới thấy đỡ hơn. 2. Mọi người nói xem sao gia chủ lại mắng chửi vệ sĩ hạng ba thế. Phải đó, tôi thấy đều tại tên Chu Dương đó, chẳng biết cậu ta bỏ bùa mê gì cho gia chủ, mà giờ gia chủ cũng chưa chịu cắt đứt mối quan hệ với Chu Dương, hại Tô gia chúng ta rơi vào cảnh hiểm nguy. Ai bảo không phải, tên Chu Dương đó đúng là kẻ không biết sợ, lại dám nói ra mấy lời như muốn tiêu diệt Hứa gia, cậu ta nghĩ cậu ta giỏi nhất, không ai sánh bằng sao. Hừ, tôi nghĩ, vài ngày nữa thôi, Hứa gia sẽ tới gây rắc rối cho Chu Dương. Tôi mong gia chủ mau chóng nói rõ việc Tô gia chúng ta không có quan hệ gì với Chu Dương, nếu không một khi Hứa gia trả thù, Tô gia chúng ta chẳng gánh nổi đâu. Mọi người rời khỏi đại sảnh lập tức bàn tán, mặt người nào người nấy đều tràn đầy căm phẫn và khinh thường. Và lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại tứ đại vệ sĩ. Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương ngồi trên ghế, khí thế giảm sút, trông như thất bại hoàn toàn. Ba vị vệ sĩ còn lại nhìn nhau, thấy được chút nghiền ngẫm trong mắt đối phương. Được rồi, ông ba, người về hết rồi, hạ màn kịch được chưa? Vệ sĩ hạng hai Tô Trường Hận ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, nhìn Tô Nam Phương nở nụ cười. Vệ sĩ hạng nhất và vệ sĩ hạng bốn cũng nhìn sang. Yên lặng, vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương vẫn cúi đầu, không nói lời nào, giống như bị uất ức nhiều lắm vậy. Được rồi, ông ba, nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì? Ngay lúc này, vệ sĩ hạng nhất Tô Nam Thiên lên tiếng. Chương 815, một màn kịch. Ấy, tôi cũng không muốn như vậy. Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương cuối cùng cũng lên tiếng, ông ta thở dài thườn thượt, giọng điệu đầy u sầu. Tô Nam Phương ngẩng đầu, cảm nhận được cái liếc mắt của ba người, khóe miệng đột nhiên co giật. Tại sao vừa rồi không có người nào phản ứng gì? Tô Nam Phương nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người. Ha ha, Tô Thế Minh là người như thế nào, chúng ta có ai lại không biết. Đừng nói chỉ là một tên Chu Dương, cho dù giờ Tôn Càn Khôn có nói là giao toàn bộ Tôn gia cho Tô gia chúng ta, Tô Thế Minh cũng sẽ không cả tin như vậy. Ông coi chúng tôi là những kẻ ngốc sao? Vệ sĩ hạng hai Tô Trường Hận lên tiếng chế nhạo, ánh mắt khinh thường nhìn Tô Nam Phương. Kỹ năng diễn xuất kém như vậy chỉ có thể đánh lừa mấy vệ sĩ kia, còn đối với những người như họ mà nói, điều này căn bản chẳng là gì cả, tôi không biết tai mính Asan Apem cái quái gì. Ngay cả khi họ không đặc biệt hiểu rõ về những tính toán giữa Tô Nam Phương và Tô Thế Minh, họ vẫn có thể đoán được phần nào, tôi không biết tai mính Asan Apem cái quái gì. Nói thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến nỗi khiến ông và Tô Thế Minh phải làm như vậy? Tôi không biết tai mính Asan Apem cái quái gì. Thấy vệ sĩ hạng nhất Tô Nam Phương lên tiếng, vệ sĩ hạng 2 và hạng 4 đều trở nên nghiêm túc hơn, tại sao bạn lái làm như vậy? Hay, chuyện này nói ra thì rất dài. Chúng ta hãy đến gặp Thế Minh, để ông ta nói với mấy người, tại sao bạn lái làm như vậy? Vệ sĩ hạng 3 Tô Nam Phương trầm giọng nói, ông ta đứng dậy dẫn đầu đám người đi về phía Tô Thế Minh vừa mới rời khỏi, tại sao bạn lái làm như vậy? Tô Nam Thiên, Tô Trường Hận và Tô Trường Ca liếc nhìn nhau rồi đứng dậy đi theo, tại xá đừng làm như vậy nhữ nhéo bạn lái làm như vậy. Đối với màn kịch đột ngột của Tô Thế Minh và Tô Nam Phương, cả ba người họ thực sự bối rối, họ không biết rốt cuộc là tại sao, đừng làm như vậy nhữ nhé. Nếu thật sự đúng như những gì bọn họ nói trong khi diễn kịch, hai người họ có ý kiến khác nhau đối với chuyện của Chu Dương, bọn họ cứ việc nói toạc ra. Hoàn toàn không cần phải trở mặt để thành ra cơ sự như bây giờ. Ở sân trong của Tô gia, tại một khoảng sân nhỏ yên tĩnh, đừng làm như vậy nhữ nhé. Tô Thế Minh và Tô Vĩ đã ngồi ở đây gần 10 phút, đừng làm như vậy nhữ nhé. Tô Vĩ đi theo Tô Thế Minh đến, cậu ta muốn hỏi bố mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi đến đây rồi, Tô Vĩ còn chưa kịp nói. Tô Thế Minh đã ngồi xuống và ngăn không cho Tô Vĩ mở lời, tất cả chúng ta sai sai rồi. Trong 10 phút này, Tô Vĩ đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy như thể bố mình có chuyện rất quan trọng phải làm, tất cả chúng ta sai sai rồi. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên vài tiếng bước chân, tất cả chúng ta sai sai rồi đừng quái lại với tép. Tô Vĩ vội vàng nhìn sang, liền thấy vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương dẫn đầu đi về phía sân nhỏ này, ba vệ sĩ hạng nhất, hai,
4 đi sát nút phía sau Tô Nam Phương, bạn CS đang làm đúng. Việc này, bạn CS đang làm đúng. Tô Vĩ sững sờ, nhìn chằm chằm Tô Nam Phương đang đi tới ngồi phát xuống bên cạnh bố mình, trên mặt không có một chút tức giận nào mà ngược lại rất bình tĩnh, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, đừng quái lại với tép. Chuyện này là như thế nào? Bạn CS đang làm đúng. Tô Vĩ muốn hỏi, nhưng mới vừa nói một từ, liền bị Tô Thế Minh dùng ánh mắt ra hiệu dừng lại, đừng quái lại với tép. Yết hầu Tô Vĩ cuộn một cái, nhìn tứ đại vệ sĩ đang ngồi vây quanh Tô Thế Minh, cậu ta liền biết ý đứng dậy và bước sang một bên, nhanh chóng rót trà cho bốn người, đừng quái lại với tép. Cậu ta căn bản không biết tình hình bây giờ là như thế nào, đừng quái lại với tép. Tại sao vệ sĩ hạng ba mới lúc nãy còn gầm ghè nhau ở đại sảnh, gần như sắp cãi nhau đến nơi giờ lại đến đây, hơn nữa trên mặt còn không có vẻ gì giận dữ, bản thất thập sư La Chi. Và ba người còn lại cũng đều coi như không có chuyện gì xảy ra, bản thất thập sư La Chi. Tô Vĩ nín nhịn những nghi ngờ trong lòng, thận trọng đứng sang một bên, muốn xem bọn họ muốn nói cái gì. Thế Minh, ông thật sự quyết định như vậy sao? Cuộc đời khi phong như vá óc đấp. Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương nhấp một ngụm trà, nhìn Tô Thế Minh với sắc mặt nặng nề, trầm giọng nói, cuộc đời khi phong như vá óc đấp. Ánh mắt của ba người kia cũng nhìn sang phía ông ta, cuộc đời khi phong như vá óc đấp. Đúng vậy, không mạo hiểm thì sẽ không có được phú quý. Ông không cảm thấy lúc đó Chu Dương đã thể hiện quá đỗi bình tĩnh hay sao, cứ như là việc tiêu diệt Hứa Gia đối với cậu ta mà nói, chỉ là muốn hay không muốn mà thôi. Tô Thế Minh trầm giọng nói, liếc nhìn bốn vệ sĩ, sau đó chậm rãi lên tiếng, cuộc đời khi phong như vá óc đấp. Thực ra chuyện ở Thúy Hồ Cư, tôi đã từng nói với mấy người rồi, thật bai ua tẻ hấy sóc. Tuy nhiên, trên đường trở về, tôi đã luôn nghĩ tại sao Chu Dương lại nói như vậy, cậu ta lấy đâu ra sự tự tin đó. Chỉ dựa vào bốn vị tông sư võ giả căn bản là không đủ, thật bai ua tẻ hấy sóc. Cho nên tôi đã bàn bạc với vệ sĩ hạng ba, sau khi về nhà liền diễn một vở kịch như vậy, để mọi người cho rằng quan điểm của chúng ta khác biệt, thật bai ua tẻ hấy sóc. Tôi nghĩ rằng bây giờ chắc hẳn ai đó đã truyền những gì vừa rồi ra ngoài, và khi những người bên ngoài biết được, họ sẽ biết rằng trong Tô gia có sự chia rẽ. Bằng cách này sẽ có thể mang lại một khoảng thời gian nhất định cho Tô gia để kéo dài sự ảnh hưởng của câu nói, tiêu diệt Hứa gia của Chu Dương, để chúng ta có thể chuẩn bị được một cách bình tĩnh và toàn diện hơn. Hơn nữa, tôi cũng đang chuẩn bị nói chuyện cẩn thận với Chu Dương, để cậu ta nói cho tôi biết sự thật. Đến lúc đó chúng ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Tô Thế Minh đã giải thích đầy đủ về kế hoạch của mình với Tô Nam Phương. Những người ở đây đều là thành phần cốt lõi của Tô gia. Bốn vệ sĩ đạt cảnh giới tông sư võ giả đều là sức mạnh và trụ cột của Tô gia. Tô Vĩ là con trai duy nhất của Tô Thế Minh và là gia chủ tương lai của Hứa gia. Tô Thế Minh vừa nói xong, Tô Vĩ ở bên cạnh cũng đã ngây ra từ lâu. Cậu ta không ngờ rằng lại có chuyện như vậy. Tô Vĩ sững sờ nhìn Tô Thế Minh, trong lòng đột nhiên thả lỏng. Có vẻ như Tô Thế Minh và Tô Nam Phương không có ý kiến gì với Chu Dương, mà muốn Chu Dương nói thêm cho họ biết nhiều chuyện hơn. Như vậy, Chu Dương cũng không muốn kéo Tô gia vào chỗ lụn bại. Trong lòng Tô Vĩ bỗng cảm thấy thoải mái, lão đại vẫn là lão đại, có thể tin tưởng được. Ba vệ sĩ kia nghe xong cũng trầm tư hồi lâu. Vậy, Thế Minh, ông cho rằng lời nói của Chu Dương có đáng tin cậy không? Vệ sĩ hạng 4 Tô Trường Ca trầm giọng nói. Ông ta là người trẻ nhất trong bốn người, đầu óc nhanh nhạy nhất, suy nghĩ về vấn đề cũng rất nhanh. Ngay sau khi Tô Thế Minh nói xong, ông ta liền nghĩ đến một trong những điểm rất quan trọng. Đó là chắc chắn Tô Thế Minh phải rất coi trọng Chu Dương. Nếu không, chỉ dựa vào lời nói mà Chu Dương nói tại Thúy Hồ Cư cũng đủ để mọi người khinh thường, không thèm đếm xỉa đến anh. Tuy nhiên, đã lúc này rồi, khi Tôn gia và Đinh gia đang chế nhạo Chu Dương, Tô Thế Minh vẫn tin rằng Chu Dương sẽ không nói những điều vô nghĩa và vẫn duy trì sự tin tưởng nhất định đối với Chu Dương. Đây hẳn là cách đối xử thể hiện rằng Tô Thế Minh rất coi trọng Chu Dương. Ít nhất, Tô Trường Ca cũng không biết rằng trước đây còn có một thanh niên khác cũng được đối xử như Chu Dương. Cho nên Tô Thế Minh đã nhiều lần cân nhắc đến Chu Dương, thậm chí không tiếc diễn một màn kịch như vậy với Tô Nam Phương cùng đám đông,
khiến hầu hết các vệ sĩ đều bị lừa. Ừ, ít nhất, xem ra cậu ta cũng không giống người không biết chuyện gì, sự tồn tại của Hứa gia có nghĩa là gì, nhiều gia tộc lớn nhỏ đều biết, Chu Dương không thể không biết. Tô Thế Minh gật đầu, coi như thừa nhận câu hỏi vừa rồi của Tô Trường Ca. Hơn nữa, quan trọng nhất là bên cạnh Chu Dương dường như có đủ các tông sư võ giả để dùng. Lẽ nào mọi người quên là lần trước lúc Chu Dương đến chỉ có 2 tông sư võ giả ở bên cạnh, còn lần này ở Thúy Hồ Cư lại có 4 vị tông sư võ giả đứng bên. Chương 816, tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Tô Thế Minh trầm giọng nói. Lời này cũng khiến 4 vệ sĩ thầm run sợ. Đúng thế, trước kia khi Chu Dương đến Tô gia, bên cạnh chỉ có 2 tông sư võ giả, bây giờ ở Thúy Hồ Cư lại có tới 4 tông sư võ giả. 2 tông sư võ giả kia xuất thân như thế nào? Bọn họ không biết, không một ai biết. Có thể thấy, Chu Dương có lai lịch mà không nhiều người biết tới. Ít nhất là cấp trên của những tông sư võ giả này, Chu Dương cũng có đầy đủ sức mạnh. Vì vậy tôi chuẩn bị tìm Chu Dương để nói chuyện, hỏi về kế hoạch và phương án cụ thể, sau đó chúng ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, có muốn hợp tác với cậu ta cùng tiêu diệt Hứa gia hay không. Tô Thế Minh trầm giọng nói, khi nói tới mấy chữ cuối cùng, giọng điệu uy nghiêm, đầy sát khí. Khí thế này khiến cho 4 vệ sĩ và Tô Vĩ vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ có một ngày Tô Thế Minh lại bùng nổ ra khí thế và quyết tâm như vậy. Bỗng chốc 4 vệ sĩ đều yên lặng, không nói thêm lời nào. Thành thật mà nói bọn họ đã hơi xao động với những lời Tô Thế Minh vừa nói. Quả thực, tông sư võ giả trước nay luôn tồn tại bên trong gia tộc hoặc trong các thế lực lớn, trong thời gian ngắn như vậy bên cạnh Chu Dương lại có thêm 2 tông sư võ giả, tuyệt đối không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Tôi cảm thấy được đấy, điều này đối với Tô gia của chúng ta mà nói, cho dù nguy hiểm nhưng cũng là một cơ hội. Hơn nữa, tôi thấy tên nhóc đó cũng không giống người không biết nặng nhẹ, lần này, có lẽ cậu ta đã có chuẩn bị đầy đủ, ông đi tìm cậu ta nói chuyện cũng là một chuyện tốt. Một lúc lâu sau, vệ sĩ hạng nhất Tô Nam Thiên nhìn Tô Thế Minh nói với giọng điệu nghiêm túc. 3 vệ sĩ khác nghe thấy Tô Nam Thiên nói như vậy đột nhiên chấn động, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Tô Nam Thiên. Bọn họ cũng không ngờ người đầu tiên ủng hộ Tô Thế Minh lại là vệ sĩ hạng nhất Tô Nam Thiên. 3 vệ sĩ trố mắt nhìn nhau, không lên tiếng. Ha ha, sao lại không nói gì, tình hình trước mắt của Tô gia, các ông cũng thấy rồi đấy, phòng thủ có thừa, tiến lên lại không đủ, trừ khi gặp phải chuyện lớn, nếu không tình hình của Tô gia sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào, mà bây giờ, đây chính là một cơ hội. Tô Nam Thiên khẽ nói, ánh mắt liếc nhìn gương mặt của 3 vệ sĩ còn lại. Ánh nhìn này lập tức khiến 3 vệ sĩ đó cứng đờ, trong lòng nghiêm nghị. Bọn họ biết Tô Nam Thiên làm như vậy là đang nâng đỡ Tô Thế Minh, ủng hộ cách làm của ông ta. Có sự ủng hộ của vệ sĩ hạng nhất Tô Nam Thiên, quyết định của Tô Thế Minh cũng coi như được thông qua, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu đã như vậy, thì toàn bộ chúng ta sẽ cùng đến gặp Chu Dương, nghe xem rốt cuộc cậu ta dựa vào đâu mà dám nói muốn hủy diệt Hứa gia. Vệ sĩ hạng 2 Tô Trường Hận ngay lập tức bày tỏ thái độ. Sau đó, vệ sĩ hạng 3 và vệ sĩ hạng 4 cũng lần lượt gật đầu đồng ý. Rất tốt, bây giờ tôi sẽ đi liên hệ với Chu Dương. Tô Thế Minh cười lớn, đứng dậy đi qua một bên gọi điện thoại. Cùng lúc đó, Chu Dương đang ở trong phòng của Vịnh Lục Cảnh, nhìn thấy điện thoại của Tô Thế Minh, cũng hơi bất ngờ. Anh cho rằng, lúc này có lẽ Tô gia vẫn còn đang bàn bạc chuyện ngày hôm nay, không ngờ Tô Thế Minh lại gọi điện thoại tới, vậy là đã bàn bạc xong rồi sao? Chu Dương không rõ, nhưng anh biết rằng bây giờ Tô Thế Minh gọi điện thoại tới nhất định là có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói. Alo, Tô gia chủ. Chu Dương mỉm cười nhận điện thoại. Ồ, là thế sao, vậy thì đương nhiên là hoan nghênh rồi, nhưng lần này, tôi sẽ không đến Tô gia của các ông nữa, chúng ta đổi một địa điểm khác đi, vừa hay tôi cũng sẽ đưa theo vài người bạn nữa cùng tới. Thế này đi, vẫn là Thúy Hồ Cư, nơi đó không tệ. Cúp điện thoại, Chu Dương khẽ nhíu mày, anh khá bất ngờ với những lời mà Tô Thế Minh vừa nói. Anh không ngờ mọi người trong Tô gia lại bàn bạc nhanh như vậy, hơn nữa dường như không có quá nhiều sự phản đối. Tô Thế Minh còn đưa ra yêu cầu muốn gặp mặt Chu Dương để thảo luận chi tiết. Nhưng Chu Dương vẫn đồng ý.
Một là, cho dù Tô Thế Minh không gọi điện thoại cho anh nói chuyện này, anh cũng sẽ chủ động đi gặp Tô Thế Minh. Tô Thế Minh gọi điện thoại tới như thế này, trái lại khiến Chu Dương chiếm được thế chủ động. Hai là, cũng đã đến lúc anh để Tô Thế Minh và người bên Hổ Gia gặp nhau, ba bên nếu như đã muốn hợp tác, vậy thì đương nhiên cần phải biết một số điều. Nhưng Chu Dương không dự định để Tô Thế Minh biết mấy người Hổ Gia là nhánh phụ của Hứa Gia, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho mấy người Hổ Gia một thân phận khác, cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Suy nghĩ một lúc, Chu Dương gọi điện thoại cho Hổ Gia, truyền đạt lại ý của Tô Thế Minh, đồng thời cũng nói cách nghĩ và ý kiến của mình. Hổ Gia cũng thoải mái đồng ý. Thời gian trôi nhanh, thời gian hai ngày trôi qua trong chớp mắt. Hai ngày này, các gia tộc thế lực lớn ở Đông Hải vô cùng náo nhiệt. Chuyện xảy ra ở Thúy Hồ Cư ngày hôm đó đã lan truyền khắp Đông Hải. Tên tuổi của Chu Dương cũng nhanh chóng truyền tới các gia tộc thế lực lớn ở Đông Hải. Mặc dù trước đây Chu Dương đã có danh tiếng nhất định ở Đông Hải, nhưng không phải tất cả các gia tộc và thế lực đều biết tới sự hiện diện của anh. Còn lần này, vì ảnh hưởng của việc Hứa Gia xuất đầu lộ diện, rất nhiều các gia tộc của Đông Hải đã chú ý đến nhất cử nhất động của những gia tộc hạng nhất. Vì vậy Tôn Gia, Đinh Gia và Tô Gia tập trung ở Thúy Hồ Cư bàn bạc chuyện Hứa Gia xuất đầu lộ diện, lập tức thu hút được sự chú ý của bộ phận lớn các thế lực và gia tộc ở Đông Hải. Chuyện xảy ra ngày hôm đó ở Thúy Hồ Cư, đương nhiên là điều mà các thế lực và gia tộc khác đều muốn biết. Trong toàn bộ sự việc ở Thúy Hồ Cư, Chu Dương gây ấn tượng rõ ràng nhất. Một câu tiêu diệt Hứa Gia khiến cho danh tiếng của Chu Dương lan truyền ra khắp các gia tộc thế lực lớn, ai ai cũng biết. Đồng thời, chuyện gia chủ Tô Gia và vệ sĩ hạng ba của Tô Gia Tô Nam Phương xảy ra mâu thuẫn với Chu Dương cũng nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Ha ha, lần này Tô Gia thật sự đã tự lấy đá đập vào chân mình. Ai nói không phải chứ, Chu Dương kia vừa nhìn đã biết là kẻ không biết trời cao đất dày, Tô Gia lại muốn hợp tác với tên danh đó, muốn đối đầu với Hứa Gia đúng thật là tìm đường chết. Đúng thế, nếu tôi là gia chủ Tô Gia, bây giờ có lẽ sẽ lập tức tuyên bố, cắt đứt quan hệ với Chu Dương mới phải. Cũng đúng, nếu như thế nói không chừng còn có thể khiến Hứa Gia không truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Nhiều gia tộc và thế lực lớn sôi nổi thảo luận, dường như nơi mà bọn họ hoạt động đều lan truyền những ý kiến như vậy. Hai ngày sau, dưới sự lãnh đạo của Tô Thế Minh, mọi người trong Tô Gia lại đến Thúy Hồ Cư, hơn nữa ngay cả bốn vệ sĩ hạng nhất, bốn tông sư võ giả đều đi cùng. Lúc này, Chu Dương cũng dẫn theo không ít người tới Thúy Hồ Cư. Hai bên lại một lần nữa tới đây, nếu như nói không có chuyện gì muốn bàn bạc, căn bản không có ai tin. Trong chớp mắt, ánh mắt và sự chú ý của toàn bộ các thế lực và gia tộc lớn ở Đông Hải đều tập trung vào khách sạn này. Chương 817, đến muộn nửa tiếng. Hả, lần này Tô Gia và Chu Dương cùng tới Thúy Hồ Cư là có chuyện muốn bàn bạc sao? Lẽ nào họ bàn bạc chuyện tiêu diệt Hứa Gia? Ha ha ha, buồn cười chết tôi rồi. Đúng thế, nếu như không phải đi bàn bạc chuyện tiêu diệt Hứa Gia, vậy chắc họ đang muốn giải thích những lời đã nói trước đó như thế nào. Ha ha, sớm biết như vậy hà tất phải bắt đầu, tôi thấy Tô Gia và Chu Dương lần này đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy Hoàng Hà chưa bỏ cuộc. Chậc chậc, có ai có tin tức không? Biết bọn họ rốt cuộc bàn bạc gì không? Không biết, theo lý mà nói, có lẽ Tôn Gia và Đinh Gia sẽ quan tâm đến hành động của Chu Dương và Tô Gia mới đúng, chúng ta cũng chỉ có thể hóng hớt thôi. Mọi người trong các gia tộc lớn nhỏ ở Đông Hải đang âm thầm xì xào bàn tán, rất quan tâm và hoài nghi chuyện Chu Dương và Tô Gia cùng đến Thúy Hồ Cư. Chu Dương không để ý đến phản ứng của những người này, hoặc là nói, cho dù anh biết suy nghĩ của những người này, anh cũng không làm gì cả. Người khác nghĩ thế nào là chuyện của bọn họ, họ sẵn lòng thì không ai có thể ngăn cản được. Hơn nữa, mọi người đều biết Chu Dương từng nói muốn tiêu diệt Hứa Gia. Người trong các gia tộc lớn nhỏ vô cùng tò mò về anh, họ đều muốn biết xem đây rốt cuộc là người như thế nào lại dám nói ra những lời to gan như vậy. Chu Dương không quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Vẫn là phòng Thăng Long. Khi tới, Chu Dương chào Thủy Băng Nguyệt một tiếng, bảo cô để trống phòng Thăng Long, hôm nay anh muốn sử dụng. Vì vậy mọi người vừa tới, dưới sự dẫn dắt của giám đốc Quách, lên thẳng phòng Thăng Long. Mọi người trong Tô Gia dưới sự dẫn đầu của gia chủ Tô Thế Minh và bốn vệ sĩ,
có tất cả gần 20 người. Ngoài vài vệ sĩ ra còn có một số người quản lý, đều là thành viên cốt cán của Tô gia. Tô gia đã đến trước. Chậc chậc, phòng Thăng Long này quả nhiên khí thế, sớm đã nghe nói Thúy Hồ Cư này bao quát toàn bộ Đông Hải, đều là sự tồn tại đỉnh cao nhất, đúng thật danh bất hư truyền. Đúng thế, chỉ riêng không gian của phòng Thăng Long như này đã đủ để các khách sạn khác phải đi học tập và suy xét rồi. Chu Dương bao giờ tới? Trước kia tôi từng gặp tên nhóc đó, chỉ cảm thấy cậu ta không tệ, nhưng không ngờ cậu ta cũng là một người trẻ tuổi ngông cuồng, lại dám nói muốn tiêu diệt Hứa ra trước mặt nhiều người như thế. Đúng thế, cậu ta tự nói cũng thôi đi, lại nhất quyết muốn kéo theo Tô ra chúng ta, đây không phải là muốn kéo chúng ta xuống nước sao, thật ác độc. Mọi người trong Tô ra thảo luận sôi nổi, ổn định chỗ ngồi. Yên lặng một chút, hôm nay đưa mọi người tới đây không phải để mọi người gây chuyện. Tô Thế Minh hạ giọng trách mắng, bảo mọi người yên lặng. Chuyện Hứa ra xuất đầu lộ diện, các thành viên cốt cán của Tô gia hầu như đều đã biết, cũng biết rằng Hứa gia là gia tộc ẩn giật, thực lực vượt xa những gia tộc hạng nhất như Tôn gia, Tô gia và Đinh gia, tuyệt đối không thể đắc tội. Nhưng Tô Thế Minh vẫn chưa nhắc tới việc hợp tác giữa Chu Dương và Tô gia, thực lực mà Chu Dương thể hiện. Có thể nói, trong hơn 20 người của Tô gia, chỉ có Tô Vĩ và 4 vệ sĩ biết chân tướng, cũng biết mục đích thực sự chuyến đi đến Thúy Hồ Cư lần này. Mọi người chờ ở phòng Thăng Long gần nửa tiếng vẫn không thấy bóng dáng của Chu Dương đâu. Không ít người đã tỏ vẻ không hài lòng, tức giận nhíu hai hàng lông mày. Không có nhiều người trong số bọn họ hiểu rõ về Chu Dương, cũng không biết được vị trí của Chu Dương hiện nay ở Đông Hải. Vì vậy việc Chu Dương chậm trễ chưa xuất hiện khiến bọn họ vừa chờ đợi vừa chỉ trích. Hừ, Chu Dương này, thật sự quá ngông cuồng. Để chúng ta chờ ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ không xuất hiện, thật sự tưởng mình là ông lớn rồi sao? Hừ, theo tôi thấy Chu Dương này không dám xuất hiện rồi, sợ chúng ta bắt cậu ta đưa ra lời giải thích. Đúng thế, cho dù là Tôn gia, e rằng cũng không dám nói ra những lời muốn tiêu diệt Hứa gia như vậy, Chu Dương không biết trời cao đất dày nói ra những lời này, bây giờ có lẽ đã biết bản thân sai lầm rồi, trong lòng sợ hãi không dám ra ngoài. Cũng không biết chúng ta còn phải chờ ở đây bao lâu nữa, lỡ cậu ta không xuất hiện, chẳng nhẽ chúng ta sẽ phải chờ ở đây mãi sao? Chờ nửa tiếng đồng hồ ở phòng Thăng Long, vẫn không thấy bóng dáng của Chu Dương đâu, gần một nửa số người của Tô gia dần dần đã không còn kiên nhẫn nữa, bực bội lẩm bẩm. Nếu Chu Dương xuất hiện bọn họ sẽ dạy dỗ cho anh một bài học. Yên lặng, Tô Thế Minh thấp giọng quát một tiếng, mọi người mới yên lặng trở lại. Nhưng lúc này ánh mắt trao đổi nhau vào lại vô cùng không mấy thiện cảm. Tô Thế Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt luôn nhìn về phía cửa, sợ khi Chu Dương xuất hiện không thể lập tức phát hiện ra. Theo lời Chu Dương nói trong điện thoại, lúc này mấy người Chu Dương đáng lẽ đã đến rồi mới phải. Nhưng bọn họ đã chờ ở đây nửa tiếng, Chu Dương vẫn chưa xuất hiện. Lẽ nào Chu Dương lừa bọn họ? Điều này là không thể nào. Thế Minh, chuyện này là thế nào? Vệ sĩ hạng ba Tô Nam Phương nói, ông ta cũng giống Tô Thế Minh, lúc này đang hoài nghi về việc Chu Dương chậm trễ không xuất hiện. Tôi cũng không biết, nhưng theo lý mà nói, bọn họ đáng lẽ phải tới rồi mới đúng, nhưng... Tô Thế Minh trầm giọng nói. Ông ta mới nói được một nửa, cửa lớn của phòng Thăng Long bị người mở ra từ bên ngoài. Nhóm người Chu Dương chậm rãi bước vào trong. Tô Thế Minh lập tức đứng bật dậy. Ánh mắt sâu xa nhìn Chu Dương và những người bên cạnh anh. Chu Dương, cậu cuối cùng cũng đến rồi. Tô Thế Minh chào hỏi, chủ động bắt tay với Chu Dương. Thái độ của Tô Thế Minh như vậy thực sự khiến không ít người của Tô gia vô cùng kinh ngạc. Tô Thế Minh là ai? Ông ta là gia chủ của Tô gia, mà Tô gia là gia tộc hạng nhất ở Đông Hải, thực lực lớn mạnh, khác xa những gì người bình thường có thể tưởng tượng. Vậy mà lúc này, gia chủ của Tô gia Tô Thế Minh lại chủ động chào đón bắt tay với một người trẻ tuổi. Đây là cảnh tượng gì vậy? Mọi người nhìn nhau với đôi mắt đầy sự kinh ngạc, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Gương mặt của Tô Vĩ lại vô cùng hưng phấn, trong lòng kích động, cậu ta biết Chu Dương sẽ không bao giờ thất hứa, quả nhiên Chu Dương đã tới. 4 vệ sĩ của Tô gia vừa thấy Chu Dương bước vào, cũng chỉ nhìn lướt qua.
Nhưng khi ánh mắt của bọn họ di chuyển ánh mắt đến những người phía sau Chu Dương, bốn vệ sĩ đột nhiên căng thẳng nghiêm trọng, vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng vô cùng chấn động. Tông sư võ giả. Hơn nữa còn có hẳn 6 tông sư võ giả. Bốn vệ sĩ trố mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sự kinh ngạc. Chương 818, hỗ trợ lẫn nhau. Nhất là khi nhìn thấy 6 tông sư võ giả sau lưng Chu Dương, có 2 người từng đến từ Tô gia là Ngưu Xuyên và Chu Phong, ánh mắt của vệ sĩ hạng nhất Tô Tam Thiên, vệ sĩ hạng 2 Tô Trường Hận và vệ sĩ hạng 4 Tô Trường Ca đều đổ dồn về phía vệ sĩ hạng 3 Tô Nam Phương. Ông ba, bốn người kia là ai? Vệ sĩ hạng 2 Tô Trường Hận thấp giọng nói, giọng điệu suy đoán nhưng ông ta không dám chắc vì ông ta chưa từng gặp. Có 2 người lần trước đã từng đến đây, 2 người còn lại là mới xuất hiện, chưa gặp lần nào. Vệ sĩ hạng 3 Tô Nam Phương nghiêm nghị nói. Ánh mắt ông ta lướt qua Ngưu Xuyên, Chu Phong, Hứa Phong Lực và Hứa Phong Phàm rồi dừng lại trên khuôn mặt của 2 tông sư võ giả mới, trong lòng hết sức kinh ngạc. Tô Nam Phương gặp Chu Dương tổng cộng là 3 lần. Lần đầu tiên là ở Tô gia, Chu Dương nói anh có mâu thuẫn và xung đột với Hứa gia, muốn hợp tác với Tô gia, cùng nhau chống lại Hứa gia, thời điểm đó, bên cạnh Chu Dương có 2 tông sư võ giả. Lần thứ 2 ở phòng Thăng Long của Thúy Hồ Cư, đối mặt với chủ trương của Tôn gia và Đinh gia, một câu nói hủy diệt Hứa gia của Chu Dương khiến tất cả mọi người sửng sốt, lúc ấy, bên cạnh Chu Dương có 4 tông sư võ giả. Lần thứ 3, cũng ở phòng Thăng Long trong Thúy Hồ Cư, lúc này bên cạnh Chu Dương có 6 tông sư võ giả. Tông sư võ giả với Chu Dương mà nói hình như chẳng hề đáng giá, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Khi ông ta cho rằng Chu Dương chỉ có 2 tông sư võ giả có thể điều động, Chu Dương liền đưa đến 4 tông sư võ giả, lúc Tô Nam Phương cho rằng Chu Dương chỉ có 4 tông sư võ giả, Chu Dương lại dẫn theo 6 người. Mỗi một lần đều phá vỡ suy đoán của Tô Nam Phương, khiến Tô Nam Phương không hề dám khinh thường anh giống lần đầu tiên, lần thứ 2 nữa. Bên cạnh Chu Dương có bao nhiêu tông sư võ giả, không ai biết rõ, Tô Nam Phương hoàn toàn không đoán được. Càng như vậy Tô Nam Phương càng thêm tò mò về thân phận thực sự của Chu Dương. Tâm trạng 4 vệ sĩ lúc này, người khác không biết, nhưng Chu Dương đã nhìn ra phần nào. Anh cố ý chỉ hoãn nửa tiếng đồng hồ mới đến phòng Thăng Long, chính là muốn đàn áp khí thế của Tô gia, để bọn họ có chừng mực, đừng nói năng lung tung. Lúc anh vừa bước vào, ngoại trừ việc thấy Tô Thế Minh dẫn đầu đứng dậy chào hỏi mình, ánh mắt anh còn chú ý đến phản ứng của tứ đại vệ sĩ. Vì vậy, Chu Dương đã thấy được toàn bộ biểu hiện vừa rồi của họ. Chu Dương đương nhiên biết, lần này tứ đại vệ sĩ này rất kinh ngạc. Trong lòng Chu Dương mừng thầm, xem ra sắp xếp lần này của mình đạt được kết quả không tồi. Lần này, trước khi đến Thúy Hồ Cư, Chu Dương luôn suy nghĩ nên đem theo mấy tông sư võ giả. Suy đi tính lại, Chu Dương quyết định dẫn theo 6 người. Ngoài 4 người đi cùng lần trước, lần này, Chu Dương dẫn theo 2 tông sư võ giả bên Hổ gia. Hứa Phong Vệ, Hứa Phong Đô. Tổng cộng là 6 người, thực lực này có thể sánh ngang với một gia tộc hạng nhất siêu lớn mạnh. Xin lỗi, có chút chuyện nên bị trì hoãn. Chu Dương bắt tay với Tô Thế Minh, nhanh chóng nhận lỗi. Bất kể là vì nguyên nhân gì, lần này bọn họ đến đây đúng là muộn hơn giờ hẹn. Để nhiều người của Tô gia đợi ở đây nửa tiếng đồng hồ, thật sự không nên. Chu Dương xin lỗi rất chân thành. Trong lòng Tô Thế Minh cũng dịu đi đôi chút. Ông ta thực sự lo lắng Chu Dương sẽ tỏ ra kiêu ngạo, không xem Tô gia là đối tượng hợp tác, mà sẽ xem bọn họ là bia đỡ đạn. Nếu là vậy, Tô Thế Minh nói không chừng phải vạch rõ giới hạn với Chu Dương. May mà thái độ của Chu Dương không tệ, vừa đến đã xin lỗi, trong lòng Tô Thế Minh cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Không sao, không sao. Chào hỏi một hồi, hai bên vào chỗ ngồi. Bên phía Tô gia, Tô Thế Minh là gia chủ, đương nhiên ngồi ở giữa, Tô Vĩ là gia chủ tương lai, ngồi phía sau Tô Thế Minh, còn tứ đại vệ sĩ ngồi hai bên Tô Thế Minh. Đối diện bọn họ, Chu Dương ngồi giữa, Hổ gia ngồi cạnh Chu Dương, 6 tông sư võ giả chia ra ngồi hai bên Chu Dương và Hổ gia. Lần này, Chu Dương ngoại trừ 6 tông sư võ giả, còn tìm cả Hổ gia đi cùng. Vốn dĩ Chu Dương định tìm một trong 2 người Hứa Nguy và Hứa Nhiên. Nhưng Hứa Nguy và Hứa Nhiên thời gian này không nên xuất đầu lộ diện,
rất dễ bị người Hứa gia phát hiện. Vì vậy bọn họ để Hổ gia đi cùng Chu Dương. Cộng thêm cả Hổ gia, bên Chu Dương cũng chỉ có 8 người mà thôi. Có thể nói, lần này, Chu Dương không đem theo bất cứ người dư thừa nào đến. Suy cho cùng, bàn bạc tiêu diệt Hứa gia là chuyện vô cùng bí mật, không thích hợp để quá nhiều người biết. Nói thật, tôi không ngờ ông sẽ đem theo nhiều người đến vậy, Tô gia chủ thật là. Chu Dương nhướng mày, liếc nhìn mười mấy thành viên chủ chốt của Tô gia phía sau Tô Thế Minh, có hơi cạn lời. Lần này đến cũng không phải làm chuyện lớn gì, chỉ là hai bên trao đổi với nhau một chút, không cần thiết để quá nhiều người biết. Chu Dương thầm nghĩ, lần này anh đến, đã cố gắng hành động thật lặng lẽ, căn bản không có mấy người biết anh đến Thúy Hồ Cư. Chỉ là anh không biết rằng, vì câu nói sẽ tiêu diệt Hứa gia của mình, bây giờ Chu Dương rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Khi anh đến Thúy Hồ Cư, chỉ cần bị một người thấy được, rất nhanh sẽ truyền đi khắp các gia tộc lớn nhỏ ở Đông Hải. Chu Dương nói như vậy, Tô Thế Minh cũng nhận ra điểm này, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Là tôi không suy nghĩ kỹ, Tiểu Vĩ. Tô Thế Minh áy náy nói, sau đó liền dặn dò Tô Vĩ. Vẻ mặt Tô Vĩ đột nhiên thay đổi, mặc dù muốn tranh luận gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của Tô Thế Minh đành gật đầu đồng ý. Tiếp sau đó, dưới sự sắp xếp của Tô Vĩ gia chủ tương lai của Tô gia, mười mấy thành viên chủ chốt của Tô gia theo Tô Vĩ rời phòng Thăng Long, giám đốc Quách sắp xếp cho bọn họ một chỗ nghỉ ngơi tạm thời bên ngoài. Chẳng mấy chốc, trong phòng Thăng Long chỉ còn lại 8 người bên Chu Dương và 5 người bên Tô gia, trông rất vắng vẻ. Được rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi, giới thiệu với mọi người một chút. Vị này là Hổ gia, đây là gia chủ Tô gia Tô Thế Minh. Chu Dương giới thiệu Hổ gia và Tô Thế Minh với nhau. Hổ gia. Cái tên Hổ gia khiến Tô Thế Minh và tứ đại vệ sĩ hơi nghi hoặc, hình như trước giờ họ chưa từng nghe nói về Hổ gia này. Tuy nhiên, Chu Dương đã giới thiệu nên Tô Thế Minh vẫn hòa nhã đứng lên, bắt tay chào hỏi Hổ gia. Chu Dương khẽ cười, nhìn nét mặt của Tô Thế Minh và 4 vệ sĩ, liền biết họ nhất thời không nghĩ ra Hổ gia là ai. Có điều như vậy cũng tốt. E rằng đợi sau khi bọn họ về nhà, mới nhớ ra. Hổ gia có thể mở một khách sạn 5 sao ở Đông Hải, nhất định có vài thủ đoạn, cộng thêm trước đây Hổ gia cũng từng xông xáo ở Đông Hải, tiếng tăm chắc chắn không ít. Chỉ cần Tô gia điều tra tỉ mỉ, nhất định sẽ phát hiện ra. Chương 819, nói rõ ngọn ngành. Lúc trước Tô gia chủ gọi điện cho tôi, không biết là có chuyện gì. Chu Dương cười hỏi. Thật ra, lúc Tô Thế Minh gọi điện cho anh nói vài vấn đề, nhưng khi ấy Chu Dương không trả lời, nói thẳng là muốn đợi đến hôm nay sẽ nói ở Thúy Hồ Cư. Bây giờ, Chu Dương chủ động nhắc lại lần nữa, để Tô Thế Minh mở lời trước. Chu Dương hỏi xong, cả phòng Thăng Long bỗng dừng yên lặng. Tô Thế Minh nhìn Chu Dương, đương nhiên hiểu rõ sự cẩn thận của Chu Dương. Tô Thế Minh đâu phải kẻ ngốc, có thể trở thành gia chủ Tô gia. Ông ta tất nhiên cũng là người thông minh sáng suốt. Lúc gọi cho Chu Dương, ông ta có hỏi vài vấn đề, nhưng Chu Dương không trả lời bất kỳ điều gì. Lúc này, Chu Dương xem như chưa hề hay biết, hỏi lại Tô Thế Minh, hiển nhiên là Chu Dương muốn nắm quyền chủ động. Nhưng Tô Thế Minh cũng thấy không sao cả. Thứ khác không nói, chỉ riêng chuyện tranh đấu với Hứa gia, thực lực mà Chu Dương thể hiện ra, trước mắt đã có 6 tông sư võ giả rồi. Mà Tô gia bọn họ mới chỉ có 4 tông sư võ giả mà thôi. Vì vậy, quyền chủ động nên thuộc về Chu Dương. Tôi muốn biết, chuyện cậu nói muốn tiêu diệt Hứa gia trước đây, rốt cuộc đã có kế hoạch gì rồi? Tô Thế Minh nhắc lại câu hỏi trước đó. Lần này, mọi người đều nghe thấy. 4 vệ sĩ Tô gia nhìn Chu Dương, vẻ mặt nghiêm nghị, họ muốn biết rốt cuộc Chu Dương có bản lĩnh gì. Bên cạnh anh có 6 tông sư võ giả thì sợ rằng chưa đủ. Mấy người Tô gia không biết liệu Chu Dương còn có thể đưa đến thêm nhiều tông sư võ giả nữa hay không. Nếu bên cạnh Chu Dương có thêm nhiều tông sư võ giả, thì chí ít trong lòng họ cũng có cơ sở, để không đến nỗi hoảng loạn khi đối mặt với Hứa gia. Ngược lại, nếu bên cạnh Chu Dương chỉ có 6 tông sư võ giả này, vậy thì cho dù hợp tác thành công, kết thành liên minh, cũng không phải là đối thủ của Hứa gia. Thay vì va chạm trực diện với Hứa gia rồi bị đánh bại, chỉ bằng sớm nghĩ đường lui,
hoặc giải thích và làm sáng tỏ những lời Chu Dương đã nói trước đây, thể hiện thái độ tốt với Hứa Gia. Ha ha, rất đơn giản, tôi và Hứa Gia đã có mâu thuẫn, hơn nữa gần như không thể tránh khỏi xung đột. Lần trước Hứa Gia phái một tông sư võ giả đến gây phiền phức cho tôi, nhưng đã bị tôi bắt lại, có lẽ khi Hứa Gia biết chuyện này e là sẽ phái thêm tông sư võ giả đến đối phó tôi, đợi đến khi Hứa Gia cử người đi lần nữa, đó chính là lúc chúng ta đối đầu với Hứa Gia. Chu Dương cười nói, không quá coi trọng Hứa Gia. Dĩ nhiên Hứa Gia là gia tộc ẩn giật, thực lực rất mạnh. Nhưng vậy thì sao? Thế lực sau lưng Chu Dương rất yếu ư? Quả thật nếu dựa vào một mình Chu Dương, anh chỉ có hai tông sư võ giả là Ngưu Xuyên và Chu Phong. Nhưng bây giờ đã khác, anh không còn là kẻ đơn thương độc mã nữa. Trước tiên chính là sự ủng hộ của nhánh phụ Hứa Gia, chi viện hơn 10 tông sư võ giả, điều này đã khiến sức mạnh của Chu Dương tăng thêm một nửa. Tiếp đến, việc hợp tác và kết liên minh cùng Tô Gia, khiến Chu Dương như hổ mọc thêm cánh, thực lực càng mạnh mẽ. Mà sự trợ giúp Tô Gia có thể cung cấp cho Chu Dương không chỉ đơn giản là 4 tông sư võ giả, mà còn cả ảnh hưởng và sản nghiệp của Tô Gia ở Đông Hải. Tất cả những thứ này đều có thể là đòn tấn công Hứa Gia từ nhiều góc độ. Trước tiên tôi nói cho mọi người điểm mấu chốt là không cần lo lắng về tông sư võ giả, số lượng tông sư võ giả của chúng ta không dám chắc sẽ vượt qua Hứa Gia, nhưng ít nhất sẽ không kém hơn. Chu Dương bình tĩnh nói, dáng vẻ như đã tính toán kỹ càng mọi chuyện, khiến mấy người Tô Gia nhìn chăm chú. Họ vẫn rất nghi ngờ về lời Chu Dương nói. Không tin ư, các tông sư võ giả được Chu Dương liên tiếp đưa đến, chân thật trước mắt, từ 2, đến 4, hôm nay lại là 6 người. Không ai dám chắc, lần tới, có phải sẽ là 8 người, 10 người hay nhiều hơn thế nữa. Nhưng nếu tin, trong lòng họ đều rất rõ, tồn tại của Hứa Gia đại biểu cho cái gì, Tô Gia và Hứa Gia, vốn không cùng một đẳng cấp. Xét về áp lực tâm lý, mọi người ở Tô Gia vẫn còn nhiều gánh nặng. Không bàn đến chuyện khác, chỉ là một khi đi sai bước này, Tô Gia có thể sẽ sụp đổ. Còn dù Chu Dương mắc sai lầm, cùng lắm là rời Đông Hải, xây dựng lại sự nghiệp lần nữa là được. Trách nhiệm hai bên phải gánh vác không giống nhau. Tô Gia có vướng bận, Chu Dương thì không. Nhưng hôm nay có một cơ hội vô cùng tốt ngay trước mặt, mà bọn họ lại buông tha thì thật đáng tiếc. Tứ đại vệ sĩ của Tô Gia liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được do dự trong mắt đối phương. Ngay lúc này không ai có thể nhanh chóng đưa ra một quyết định sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của Tô Gia. Ngay cả gia chủ như Tô Thế Minh không làm được, tứ đại vệ sĩ là nền tảng và trụ cột của Tô Gia cũng không làm được. Ha ha, tôi biết mọi người đang lo lắng điều gì, quả thật, tôi có thể chắc chắn nói với mọi người rằng, tôi tìm Tô Gia để hợp tác. Muốn bổ sung thêm sức chiến đấu của 4 tông sư võ giả chỉ là thứ yếu, hơn hết là muốn dùng bố cục mười mấy năm qua của Tô Gia ở Đông Hải, cho Hứa Gia một đòn tấn công khác, khiến tinh thần và lực lượng của Hứa Gia bị phân tán. Tôi không nói khoác, mọi người nhìn 6 tông sư võ giả bên cạnh tôi, ngoại trừ Ngưu Xuyên và Chu Phong, 4 người còn lại, thực ra đều là người của Hổ Gia, mà dưới tay Hổ Gia có bao nhiêu tông sư võ giả, tôi nghĩ, sẽ không ít hơn con số này đâu. Vừa nói, Chu Dương vừa xòe hai bàn tay ra, vẻ mặt điềm tĩnh, bộ dạng nắm chắc phần thắng trong tay. Hai bàn tay, 20 người, Tô Thế Minh và 4 vệ sĩ Tô Gia đều sững sờ. 5 người nhìn chằm chằm vào Hổ Gia, nhìn người chưa lộ rõ chân tướng. Bọn họ hoàn toàn không thể ngờ, 6 tông sư võ giả bên cạnh Chu Dương lúc này lại có 4 người là người của Hổ Gia, hơn nữa Chu Dương còn nói. Số lượng tông sư võ giả dưới tay Hổ Gia không ít hơn 20 người. Đây là cái khái niệm gì vậy? Lẽ nào Hổ Gia xuất thân từ một gia tộc ẩn giật khác? Tô Thế Minh kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Hổ Gia và Chu Dương hơi bất thường. Lúc trước ông ta đã nghi ngờ, vì sao Chu Dương bỗng nhiên nói sẽ tiêu diệt Hứa Gia. Phải biết rằng, cho dù Tôn Gia, Đinh Gia, Tô Gia ba gia tộc lớn bọn họ hợp lại, cũng chỉ là một cậu em trai nhỏ bé trước mặt Hứa Gia, bọn họ căn bản không thèm để ý đến. Tô Thế Minh luôn cho rằng Chu Dương có cơ sở thực lực khác, nhưng đến tận khi nãy, trong lòng Tô Thế Minh vẫn có chút nghi ngờ. Tuy nhiên lúc này Tô Thế Minh đã sáng tỏ thông suốt. Nếu những lời Chu Dương nói đều là thật, vậy thì hơn 20 tông sư võ giả,
cộng thêm bốn tông sư võ giả của Tô gia bọn họ, khi đối mặt với Hứa gia, có lẽ sẽ có phần thắng. Chương 820, sắp xếp. Thật sao? Ánh mắt Tô Thế Minh sáng ngời, trầm giọng hỏi. Lúc này, câu nói của Chu Dương cứ như cho ông ta một viên thuốc an thần. Không dưới 20 tông sư võ giả sẽ có sức mạnh lớn đến mức nào, cho dù đối mặt với gia tộc ẩn giật Hứa gia, thì 20 tông sư võ giả cũng đã đủ. Có điều, Chu Dương vừa nói, 20 tông sư võ giả bên cạnh anh đều là người của Hổ gia. Nói cách khác, đám tông sư võ giả đó chắc hẳn cũng đến từ bên Hổ gia. Như vậy, Hổ gia này rốt cuộc là ai? Tuy nghi ngờ trong lòng, nhưng Tô Thế Minh cũng đã âm thầm đưa ra quyết định, đợi sau khi trở về, nhất định sẽ điều tra xem Hổ gia này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bây giờ, có quan hệ tốt với Hổ gia cũng là một nhân tố vô cùng quan trọng. Tất nhiên rồi, đã khi nào tôi nói dối ông chưa? Chu Dương cười ha hả nói, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Tôi nghĩ, như vậy có thể giúp các ông yên tâm hơn, ít nhất, tôi sẽ không đưa bản thân ra làm trò đùa. Hứa gia là gia tộc ẩn giật, ngay cả gia tộc hạng nhất như Tô gia các ông cũng không thể sánh được, đơn độc một mình tôi, trong tay cũng chỉ có một ít cổ phần của công ty Danh Dương, chẳng lẽ lại dựa vào công ty Danh Dương ư? Chỉ một ít cổ phần thì có thể đối đầu với Hứa gia được sao? Chu Dương thả lỏng nói. Thực ra, nếu chỉ dựa vào một ít cổ phần của công ty Danh Dương vốn dĩ không là gì, có điều, cậu đoán xem khi nào Hứa gia sẽ tiếp tục cử người đến. Tô Thế Minh im lặng một hồi, đã nghĩ thông suốt được nhiều chuyện, ông ta khẽ hỏi. Đây cũng là điều Tô Thế Minh muốn biết. Nếu bọn họ biết mốc thời gian Hứa gia phái người đến đối phó Chu Dương thì có thể sớm chuẩn bị trước để không đến mức luống cuống lúc người Hứa gia đến. Tôi cũng không biết khi nào họ đến, nếu tính theo thời gian thì chắc chưa đủ, chắc khoảng tầm 1-2 ngày nữa, nói không chừng. Bây giờ chúng ta bàn bạc ở đây, người Hứa gia đang chờ ở bên ngoài cũng nên. Chu Dương khẽ cười nói. Hứa gia có lẽ sẽ sai người tới đây trong 1-2 ngày nữa. Từ lúc bắt giữ Hứa Du tới giờ đã gần 10 ngày trôi qua, cũng đủ để bên nhánh chính Hứa gia phản hồi lại. Bây giờ thời gian bọn họ có để chuẩn bị trước cũng không còn nhiều lắm. Có điều Chu Dương có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với Tô Thế Minh. Người trong nhánh chính Hứa gia nhất định sẽ tới tìm anh, bởi vì viên ngọc kia là thứ mà người nhánh chính của Hứa gia nhất định phải lấy được. Ngoại trừ điều này ra, e rằng Hứa gia cũng đã biết Chu Dương hợp tác với Tô gia, còn nói phải tiêu diệt Hứa gia. Cho nên, lần này người Hứa gia cử đến, chắc chắn khác một trời một vực so với một mình Hứa Du được sai đến lần trước. Nhất định Hứa gia phải cân nhắc đến tình huống Chu Dương liên thủ với Tô gia. Nói cách khác, Chu Dương dự đoán, lần này ít nhất Hứa gia sẽ đưa đến 5 tông sư võ giả. Bây giờ chúng ta cũng không cần lo lắng tới số lượng tông sư võ giả nữa, Hứa gia sai người đến, đương nhiên là binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, điều chúng ta cần quan tâm là tiến hành trấn áp Hứa gia ở khía cạnh khác. Chu Dương trầm giọng nói, lúc này điều khiến anh để tâm là việc khống chế Hứa gia bằng vũ lực từ bên ngoài. Hứa gia là gia tộc ẩn giật. Sức mạnh vũ lực đương nhiên không thiếu tông sư võ giả. Một gia tộc ẩn giật như Hứa gia đã tồn tại hàng trăm năm, đáng lý ra bên trong thâm sâu khó lường, ở bên ngoài cũng phải có rất nhiều tài sản mới đúng. Có điều, căn cứ vào lời nói của đám người Hứa Nguy, thực ra Hứa gia ở giới thế tục cũng không có nhiều của cải như Chu Dương tưởng tượng. Nhiều nhất Hứa gia cũng chỉ có vai trò là một nhà đầu tư, thực tế tài sản kinh doanh cực ít, chẳng có bao nhiêu. Mà một gia tộc lớn như Hứa gia, mọi chi tiêu hàng ngày đều do một vài gia tộc chu cấp ổn định. Những gia tộc này dựa vào tên tuổi Hứa gia, có thể mượn tên tuổi của Hứa gia để sử dụng một cách nhất định thì sẽ có thể thuận lợi phát triển ở giới thế tục. Nắm bắt được điểm này, Chu Dương đã nghĩ đến nhiều khả năng. Nếu sản nghiệp của Hứa gia ở Đông Hải không nhiều, vậy khi bọn họ xuất đầu lộ diện, muốn nuôi sống được cả một gia tộc lớn như vậy, ắt phải cần đến tài sản đủ lớn mạnh để chống đỡ. Mà đây là một cách mà Chu Dương nghĩ có đủ khả năng để trấn áp Hứa gia. Quả thực, tuy rằng Hứa gia là gia tộc ẩn giật, nhưng sản nghiệp ở giới thế tục thật sự không có bao nhiêu, thậm chí, sản nghiệp của Hứa gia cũng không bằng quy mô của công ty Danh Dương. Chu Dương chậm rãi nói, kể ra một số thực trạng của Hứa gia.
Nhưng Chu Dương không hề nhắc tới cuộc nội chiến mười mấy năm trước khiến Hứa gia bây giờ đã chia thành hai phe. Một khi nói như vậy, sẽ khiến Tô Thế Minh nghi ngờ, dù sao nguồn gốc của những tông sư võ giả dưới trướng Hổ gia cũng khó mà nói rõ ràng trong thời gian ngắn được. Càng thần bí mới càng có tác dụng. Nếu anh nói với Tô Thế Minh rằng Hứa gia từng xảy ra đấu tranh nội bộ, phân chia thành hai nhánh, vậy thì đám người Tô Thế Minh sẽ dễ dàng liên kết Hổ gia với cuộc nội chiến của Hứa gia. Đến lúc đó, bọn họ có thể đoán được lai lịch của nhóm người Hổ gia, vậy cảm giác thần bí đương nhiên sẽ biến mất không còn dấu vết. Điều này không phải là chuyện tốt với Chu Dương. Chu Dương nói xong, mọi người liền im lặng. Mấy người Chu Dương cũng biết rõ tình hình như vậy nên vẻ mặt cũng không thay đổi gì. Nhưng Tô Thế Minh và Tứ Đại Vệ Sĩ đều có vẻ mặt kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Chu Dương, trong lòng chấn động. Dù sao, những điều Chu Dương vừa nói đều là một vài thực trạng của Hứa gia. Hứa gia là gia tộc ẩn giật, chắc chắn sẽ bảo mật thật tốt thông tin liên quan đến gia tộc, không thể tùy tiện nói ra ngoài. Nếu như vậy, sao Chu Dương có được thông tin về những tình hình đó chứ? Tô Thế Minh kìm nén cảm xúc, nhìn Chu Dương với ánh mắt kỳ lạ. Từ lần đầu tiên gặp Chu Dương đến tận bây giờ, ông ta luôn cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc, giống như mỗi lần Chu Dương xuất hiện trong tầm nhìn của ông ta, đều mang đến những chuyện khiến ông ta kinh hoàng. Lúc này hiển nhiên cũng như vậy. Người có thể nói ra chuyện nội bộ của Hứa gia một cách chi tiết tỉ mỉ như vậy, Tô Thế Minh tin rằng Chu Dương vẫn còn không ít con át chủ bài và gia cảnh chưa lộ diện. Càng như vậy, trong lòng Tô Thế Minh lại càng yên tâm, cảm thấy lần này nói không chừng bọn họ thật sự có thể tiêu diệt Hứa gia. Sẽ không ai tưởng tượng được những lợi ích mà Tô gia có được sau khi tiêu diệt Hứa gia. Nếu đã vậy thì chúng ta cần làm gì? Chu Dương, cậu cứ việc nói thẳng ra, thời gian không còn nhiều đâu. Tô Thế Minh thấp giọng nói, dứt khoát giao quyền chủ động cho Chu Dương, bảo anh sắp xếp mọi việc. Mà Tứ Đại Vệ Sĩ cũng nhìn nhau, không có ý kiến gì. Quả thực, lúc này, Chu Dương hiểu rõ thực trạng của Hứa gia hơn bọn họ nên đương nhiên có thể sắp xếp hợp lý. Nếu để bọn họ sắp xếp thì rất có thể sẽ xảy ra sai sót. Được. Chu Dương khẽ gật đầu, trước mắt để anh sắp xếp mới là lựa chọn tốt nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.